Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 48. Chương 471, Thất Tinh Liên Chiếu. Sau khi tộc nhân biểu thị cảm ơn rồi, lão Tế Ti nói, các ngươi vì thánh tộc không màng sinh tử, bỏ ra rất nhiều. Giới này nghèo khó, khó mà báo đáp. Tộc ta đã chuẩn bị chút lễ vật nho nhỏ cho các ngươi, xin chớ từ chối. Theo lời nàng, Thanh Bát Chi, Thanh Cửu Diệp với Thanh Hoa từ trong đám người đi tới. Thanh Bát Chi đi tới Vũ Khứ Tật, trên tay hắn cầm một cái hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Mở hộp ra, chỉ thấy bên trong đặt hai hàng châm rất chỉnh tề, có thanh quang lờ mờ, nhìn đã biết không phải vật phàm. Tế Ti nói, đây là thanh mộc châm, là mộc châm tạo ra từ thiên nhiên, ta đã lựa chọn kỹ càng hai bộ, hy vọng sẽ giúp được người. Vũ Khứ Tật không giấu nổi vui vẻ, liền nhận lấy, rất phù hợp, ta rất thích. Trong tay Thanh Cửu Diệp thì cầm một cây đoản cung, một túi tên, trong túi chứa đầy tên chế tạo từ thần long mộc, đi tới trước mặt Tô Khởi Vân. Lão Tế Ti lại cười nói, thấy ngươi thích, liền tặng ngươi một bộ. Tô Khởi Vân không khỏi đỏ mặt, nhận lấy và nói, cảm ơn hậu ý, thật xấu hổ. Khương Vọng cũng xấu hổ theo. Không cần nói, khẳng định lão Tế Ti đã biết việc Tô Khởi Vân trộm tên của Thanh Cửu Diệp. Vậy mình chia chác, chắc cũng không giấu được rồi. Lúc trước không tính toán là bởi vì còn cần bọn họ hỗ trợ. Sau đó diệt trừ Yến Kiêu rồi, đây cũng thành việc nhỏ. Cũng không biết, nếu như các tộc nhân Xâm Hải Thánh tộc đang đứng trước tế đàn biết việc ăn trộm của họ, còn có thể tôn kính như vậy nữa không? Lúc này Thanh Hoa đi đến, vật nàng cầm trên tay là một vỏ kiếm. Toàn thân màu đỏ tím, bề mặt có hoa văn gỗ trời sinh, khép mình nội liễm, quan sát tỉ mỉ mới thấy nét cổ xưa huyền bí. Móc sạch thần long mộc tâm mới thành cái vỏ này. Giọng bà lão hiền từ nói, không biết có hợp hay không. Mộc tâm thần long mộc, đó là nguyên liệu chế tạo thần long hương. Sự chân quý của thần long hương không cần phải nói. Nguyên liệu tạo ra vỏ kiếm này không biết có thể chế thành bao nhiêu thần long hương. Chân quý thế nào có thể nghĩ? Khương Vọng quả thật cảm thấy kinh hỉ. Vỏ kiếm hiện giờ của Trường Tương Tư là chế ở thành Nam Giao, cũng không phải cùng một lô với Trường Tương Tư. Chất liệu đương nhiên không bằng bản thân Trường Tương Tư rồi, cũng không thể so được với vỏ từ thần long mộc. Vỏ kiếm với kiếm, một dưỡng một tàng, một gọi là tàng phong, một gọi là dưỡng duệ, là cực kỳ quan trọng. Vỏ kiếm trước đó mặc dù cũng là vỏ kiếm tốt nhất, nhưng khó tránh khỏi vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Khương Vọng thay vỏ luôn, chỉ cảm thấy vừa khít, không chỗ nào để chê. Hắn liền cảm ơn, ngài có lòng rồi. Nhìn bộ dạng phấn khởi của Khương Vọng, trước khi rời tế đàn, Thanh Hoa chỉ nói một câu, cảm ơn ngươi, thất thụ hắn rất cảm ơn ngươi, ta cũng vậy. Khương Vọng ngạc nhiên, bởi vì hắn biết, Thanh Chi Thánh Nữ là không thể nói chuyện với người khác. Có thể cùng nàng câu thông, chỉ có Long Thần và Tế Tự. Nhưng không đợi hắn trả lời, Thanh Hoa liền xoay người, cùng mấy người Thanh Bát Chi rời khỏi tế đàn. Trên tế đàn sáng lên văn lộ, quang mang lưu chuyển. Khương Vọng nhìn lên trời cao, muốn quan sát quy luật nào đó, nhưng lần này ngọc hành tinh vẫn chưa di động. Chỉ có ánh sáng trên tế đàn đã ngưng tụ thành một cái bảo tọa rất lớn, nâng ba người Khương Vọng từ từ bay lên không. Bảo tọa lộng lẫy, khiến bọn họ trông như thần linh. Toàn bộ tộc nhân Xâm Hải Thánh tộc đều cúi đầu cầu khẩn, cầu phúc cho họ. Ở trên cao, Khương Vọng nhìn người phía dưới càng ngày càng xa. Xâm Hải Thánh tộc đã từng giết chóc thành tính. Hiện tại thì, đã có dũng cảm, có ngây thơ, có thiện lương, bản tính thuần lương, đã hiểu được cảm ơn. Trước khi quan diễn đến, ai có thể nghĩ tới, Xâm Hải Thánh tộc sẽ thay đổi thành như hôm nay. Tràng giáo hóa này càng có Phật tính, càng tỏa linh quang hơn so với 1.000 tòa miếu, 1.000.000 kim thân. Có lẽ hắn đã thành Phật, Khương Vọng nghĩ thầm. Lúc này chân linh của quan diễn đang trôi nổi ở góc nào tại phương thế giới này? Có phải cũng đang nhìn họ rời đi hay không? Bảo tọa càng bay càng cao, tất cả phía dưới đều trở nên nhỏ bé. Khương Vọng chưa bao giờ bay đến nơi cao như vậy, cương phong nguy hiểm cũng đều bị bảo tọa ngăn ở bên ngoài. Từ nơi này nhìn Xâm Hải nguyên giới, vẫn chỉ thấy một màu xanh ngát, không thấy giới hạn. Quả nhiên là Xâm Hải nguyên giới. Trong đầu đang suy nghĩ lung tung, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc. Âm lãnh, quái dị, oán hận, nhịn không được thoáng cái dựng ngược tóc gáy.
hắn không ngờ lại nghe được tiếng kêu của Yến Kiêu. Là phục sinh hay là tân sinh? Ý nghĩ này mới lóe qua. Bảo tọa ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Ba người Khương Vọng đã biến mất khỏi giới này. Nước đang chảy, vỗ về an ủi mỗi một bộ phận trên thân thể. An bình, yên lặng, giống như bản thân cũng thành một bộ phận của nước, lẳng lặng mà chảy. Không có hô hấp, không cần hô hấp, không có suy nghĩ, tất cả trống rỗng. Tự nhiên nhất, dễ chịu nhất, tựa như lúc khởi đầu của sinh mệnh. Khương Vọng cảm nhận được một loại ấm áp bao lấy, quên đi phân tranh, ký ức. Hắn bị bựng dục và lại đang trải qua quá trình dựng dục, tẩm bổ, phát triển. Thời gian nhỏ yếu nhất trải qua thời khắc vĩ đại nhất. Sau đó, hoài thai 10 tháng, sinh nở một chốc. Khương Vọng mở mắt, phục hồi tân sinh. Trước mắt là 7 ngôi sao chiếm hết tầm nhìn. Vũ trụ mênh mông, nhưng mơ hồ hư vô. Thất tinh treo cao, soi sáng tất cả. Lại nhìn vào trong, tất cả hình như không có biến hóa gì, nhưng đã thay đổi. Vũ Khứ Tật và Tô Khởi Vân xuất hiện hai bên hư không, cùng hắn đối mặt với thất tinh. Mỗi người đều tinh thần rạng rỡ, thể xác và tinh thần đều được gột rửa, như được tân sinh. Trong lòng Khương Vọng chợt hiểu ra, đây là phần thưởng đạt được khi họ thăm dò xâm hải nguyên giới. Họ đã đi qua thế giới bản nguyên của xâm hải nguyên giới, sau đó bị nôn ra. Miêu tả đơn giản của quá trình là như vậy, nhưng muốn hình dung chuẩn xác thì phải là họ bị thế giới bản nguyên dựng dục ra. Họ cũng không thuộc về xâm hải nguyên giới, nhưng đã đạt được phần thưởng lớn nhất. Thân thể bản nguyên đã đạt được thế giới bản nguyên của xâm hải nguyên giới chúc phúc. Chỉ không biết ban tặng phần thưởng này là đại biểu ý chí của Long Thần, hay là Ngọc Hành Tinh Thần, hoặc hai cái vốn là một thể. Lại hoặc là, Khương Vọng có mấy suy đoán mơ hồ, nhưng thủy chung không thể khẳng định. Về phần bản nguyên ý chí của xâm hải nguyên giới thì hoàn toàn không cần suy nghĩ. Bởi vì nếu xâm hải nguyên giới có bản nguyên ý chí, hoặc là bản nguyên ý chí có thể tự chủ, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ đi qua. Loại ban tặng thuộc về phương diện thiên phú này vốn rất khó thể hiện ra. Nó sẽ chỉ thể hiện trên tu hành ngày sau. Nhưng Khương Vọng nội thị liền có thể thấy được, thiên địa cô đảo của hắn lúc này đã cây cao bóng mát. Thiên địa cô đảo ban đầu, nếu hình dung trực tiếp thì chính là một hòn đá lớn trôi nổi giữa ngũ phủ hải. Được Khương Vọng không ngừng chăm sóc, nó mới dần dần nhìn thấy vài màu sắc. Nhưng mà công tích lũy bao lâu, cuối cùng không bằng một khắc như vậy, một lần khen thưởng liền lục thụ thành ấm. Sinh cơ dạt dào, biểu hiện ở trên chiến lực. Thiên địa cô đảo càng vững chắc, ý nghĩa có thể rút ra một bộ phận đạo nguyên dựa vào thiên địa cô đảo, ý nghĩa trong chiến đấu Khương Vọng có thể càng thoải mái mà điều động đạo nguyên dự trữ nhiều hơn. Trên tu hành có thể thăm dò mông muội chi vụ càng lâu hơn, trên chiến đấu có thể càng thỏa sức, càng bền bỉ hơn. Đương nhiên, lợi ích quan trọng nhất vẫn là trong tương lai. Lộ trình xâm hải nguyên giới tạm thời kết thúc, ba người đứng ở vùng giống như vũ trụ hư không. Khương Vọng nhìn Tô Khởi Vân và Vũ Khứ Tật với ánh mắt dò hỏi. Họ còn đang trong tiến trình của thất tinh lâu bí cảnh. Hiện tại họ có hai lựa chọn. Tùy ý lựa chọn một ngôi sao, tiến hành một vòng thăm dò mới, hoặc là rời khỏi đây với thu hoạch hiện có. Chương 472, 7 sáng 2 tối. Thất tinh liên chiếu, kỳ ngộ và thu hoạch vô tận đều nằm trong này, đương nhiên cũng tiềm tàng nguy hiểm. Ta phải nhanh chóng bắt tay vào việc phục sinh cho Tiểu Ngư. Tô Khởi Vân nắm chặt lấy ký thần ngọc, thẳng thắn dứt khoát nói, đi trước một bước. Phía sau nàng ta, một cánh cửa ánh sao đã được kéo ra, nàng ta xoay người đi vào, vậy là kết thúc cuộc thăm dò thất tinh thế giới. Vũ Khứ Tật do dự một hồi, cuối cùng nói, ta không tiếp tục. Thực lực hiện giờ của ta chỉ dừng lại tại đây. Đã đưa quyết định, hắn ta như chút được gánh nặng, nhìn về phía Khương Vọng, ngươi thì sao? Chắc là còn muốn tiếp tục đúng không? Trong ba người thì Khương Vọng là mạnh nhất. Hơn nữa hắn ta cũng cho rằng, thực lực của Khương Vọng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở thế giới Ngọc Hành. Khương Vọng gật đầu, đương nhiên, ta còn chưa đạt tới mục đích của chuyến đi lần này. Như vậy thì gặp lại ở Lâm Truy. Vũ Khứ Tật nói, sao? Đó đi đến tinh môn đang mở ra ở phía sau. Đây quả thật là một mong ước tốt đẹp, hy vọng Khương Vọng có thể thăm dò thành công lần nữa, sau đó thì thuận lợi trở về Lâm Truy. Khương Vọng cười nói, gặp lại ở Lâm Truy. Kẻ biết người thường là kẻ khôn, người tự biết mình là sáng suốt. Người có nhận thức tinh táo về bản thân thường có thể đi càng dài càng xa.
Thực lực của Vũ Khứ Tật cũng không có gì nổi bật, nhưng Khương Vọng lại rất xem trọng tương lai của hắn ta. Sau khi Vũ Khứ Tật đi vào tinh môn, cánh cửa đang mở nhanh chóng thu nhỏ lại, gom lại thành một điểm rồi biến mất khỏi nơi đây. Tu giả rơi xuống xâm hải nguyên giới lần này có chừng 15 người, chỉ có 3 người bọn họ là thoát ra, tỷ lệ thành công là 1/5. Đối với một bí cảnh rất nhiều người đều chuẩn bị trước khi đến mà nói, tỷ lệ này thật sự có chút tàn khốc. Khương Vọng không cảm khái, hắn nhìn 7 ngôi sao treo trên không trung, yên lặng suy nghĩ, kế tiếp phải lựa chọn nơi nào. Ngoại trừ Ngọc Hành, Thất Tinh còn có Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Huyền, Khai Dương, Giao Quang, thế giới nào có khả năng có được bảo vật tăng thọ nguyên nhất đây? Ngọc Hành còn có tên là Liêm Trinh, mà 6 ngôi sao còn lại cũng có những cái tên khác là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Vũ Khúc, Phá Quân. Nếu nói theo lý thuyết, thế giới Lộc Tồn tinh chiếu có khả năng lớn nhất. Lộc Tồn là ngôi sao thứ 3 trong Bắc Đẩu, chòm sao chân nhân, làm chủ quý tước, trưởng quản thọ cơ. Nhưng chỉ có thể nói là hơi dính dáng đến nhân thọ. Thiên Cơ Tinh chủ yếu là cai quản tài phú trong thiên địa, bình thường đều được coi là ngôi sao tài phú. Khương Vọng còn đang cân nhắc thì trên cánh tay phải của hắn có một điểm sáng trôi nổi bay lên, mục tiêu chỉ thẳng lên Thất Tinh. Ở xâm hải nguyên giới, Tế Ti Thánh Tộc cho hắn một phần tình báo về bảo vật tăng thọ, lấy thủ pháp đặc thù khắc lên cánh tay, hiện tại lại có dị động. Nghĩ lại cũng rất hợp lý, nếu tình báo mà Tế Ti Thánh Tộc xâm hải đưa cho không phải là một lời nói dối, thì tất nhiên cũng chỉ có thể liên quan đến bí cảnh Thất Tinh lâu, chứ không thể nào có liên quan đến hiện thế. Bản nhân Tế Ti Tiểu Phiền bà cũng không tin tưởng phần tình báo này, Khương Vọng cũng chỉ coi nó như một lời an ủi, lại không ngờ nó thật sự có phản ứng vào lúc này. Chỉ thấy khi điểm sáng này tới gần Thất Tinh, bỗng nhiên nổ tung, biến thành vô số điểm sáng càng nhỏ, bay tứ tung ra ngoài, giống một lớp cát mịn phất phới khắp nơi. 7 ngôi sao trời trước mắt như bị một lớp cát mỏng phủ đầy, nhưng trong lúc lớp cát mỏng loáng thoáng ẩn hiện, Khương Vọng lại thấy được 2 ngôi sao mới. Ai cũng nói Thất Tinh Bắc Đẩu, nhưng thật ra Bắc Đẩu có 9 ngôi sao. 7 sáng 2 tối, 7 sáng tỏ tức là Thất Tinh, tính từ Thiên Xu đến Giao Quang này. 2 tối còn lại, trái là Phụ, phải là Bật. Phụ Tinh là Động Minh, Bật Tinh là Ẩn Nguyên. Trong truyền thuyết, thấy được 2 tối thì có thể trường thọ. Thì ra tình báo mà Tế Ti Thánh Tộc Xâm Hải đưa cho là phần chỉ dẫn này, làm hắn nhìn thấy được 2 ẩn đi, do đó có được cơ hội trường thọ. Khương Vọng đã không cần do dự nữa, tâm niệm vừa động, lập tức bay về hướng Bật Tinh. Nhìn lên sao trời, trong cửu tinh Bắc Đẩu thì Ngọc Hành là sáng nhất, Thiên Huyền tối nhất. Nghe nói trong thời đại thượng cổ, cửu tinh cùng sáng tỏ, nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà 2 ngôi sao phụ bật này lại ẩn đi. Từng có một cường giả thảo luận về nguyên nhân sở dĩ 2 ngôi sao này dần dần ẩn đi như vậy, có lẽ là tuổi thọ hữu hạn, thiên đạo không để con người trường sinh. Lời này thật giả khó biết, đúng sai khó biện minh. Bàn ngược về 7 sáng 2 tối, 2 ngôi sao ẩn đi này tuy ẩn nhưng vẫn tồn tại. Phụ tinh ở gần Khai Dương, có đôi khi mắt thường có thể thoáng nhận ra được, chỉ có Bật Tinh là xưa nay khó tìm. Đối với thế giới siêu phàm mà nói, sao trời chưa bao giờ là một sự vật cụ thể rõ ràng, ngược lại nó càng giống một loại tượng trưng, một thứ gì đó mờ ảo. Sao trời chiếu rọi vạn giới, cũng có người tu hành xông vào tinh hà, chạm đến sao trời hắn nhìn thấy, nhưng cũng chưa chắc đó là bản thân sao trời, rất có khả năng chỉ là một loại hiện hóa. Chẳng hạn như, Ngọc Hành Tinh chiếu rọi xâm hải nguyên giới, nhưng xâm hải nguyên giới nhất định không phải thế giới duy nhất do Ngọc Hành Tinh chiếu rọi. Một chứng minh cực kỳ rõ ràng chính là, hiện thế cũng có thể nhìn thấy rõ được Ngọc Hành Tinh. Cho nên sao trời đồng thời tồn tại với rất nhiều thế giới, ảnh hào quang của nó cũng không bị hạn chế. Từ xưa đến nay gọi là trụ, tứ phương trên dưới gọi là vũ. Sự tò mò về vũ trụ đã xuyên suốt qua lịch sử thế giới tu hành. Mà sao trời thật sự là tồn tại nổi bật nhất, cụ thể nhất trong vũ trụ. Biển cát mênh mông, miên man vô bờ, từ dưới chân mãi cho đến cuối tầm nhìn, đều là cát vàng vô tận. Không thấy một chút màu xanh nào, không có nửa phần sinh cơ gì đáng nói. Khương Vọng thật hoài nghi, có phải mình đến nhầm nơi hay không? Một thế giới sinh mệnh cằn cỗi mất hết sinh cơ như thế này thật sự có thể tồn tại bảo vật tăng thọ sao? Nhưng ngôi sao cô độc treo lơ lửng trên không trung không cách nào gạt được người đang đứng trên thế giới này, hắn có thể nhìn thấy ẩn nguyên tinh thật rõ ràng. Nhìn ra bất cứ hướng nào xung quanh, đều hoàn toàn không có khác biệt.
đừng nói gì đến dấu hiệu nhận biết gì. Hắn không có lựa chọn nào khác. Trừ đi về hướng ẩn nguyên tinh thì còn có lựa chọn nào nữa hay sao? Mà đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy được biển cát. Đi qua Dung Quốc, xuyên qua đoạn hồn hạp, nghe nói có thể đi thẳng vào vùng đất cát chảy vô tận, nhưng Khương Vọng chưa bao giờ đi qua. Hắn trực tiếp đi ngang qua trung vực từ Vân Quốc đến Tề Quốc, không đi vòng từ Bắc Vực, cũng chưa từng thấy được cảnh tượng cát vàng đầy trời. Cát vàng vô tận, mới nhìn thấy thật sự mới lạ, nhưng nhìn lâu sẽ phát giác khô khan mệt mỏi. Khương Vọng không chọn cách phi hành, mà là dẫm lên cát vàng chậm rãi bôn ba. Bay trên không trung quá nổi bật, gây chú ý ở nơi xa lạ thì chẳng phải là ngại mạng mình quá dài. Nếu lúc này không trung có một con chim bay qua, thế nào Khương Vọng cũng sẽ đánh hạ để quan sát tìm kiếm manh mối, xem có thể có được tin tức gì hay không. Cùng lý lẽ đó, hắn cũng không muốn trở thành con chim trong mắt của những thứ khác. Hắn cũng không xác định dưới lớp cát vàng đầy trời này cất giấu nguy hiểm gì hay không. Khương Vọng đi đường rất chậm, thậm chí có thể nói là quá mức cẩn thận. Hắn quan sát bốn phía xung quanh trước, xác định phạm vi trong tầm nhìn là an toàn rồi phóng thích Diễm Hoa Chi Hải tại chỗ. Trong sự vây quanh của Diễm Hoa Chi Hải, hắn lấy ra hồng trang kính rồi ẩn thân vào trong gương. Sau đó hắn lại thông qua hồng trang kính để quan sát trong phạm vi 5 dặm. Xác nhận không có nguy hiểm rồi hắn mới rời khỏi hồng trang kính, thu hồi Diễm Hoa Chi Hải, tiếp tục đi về phía trước. Đi đến mép rìa phạm vi an toàn đã quan sát được, hắn lại làm lại y như vậy lần nữa. Cứ đi từng 5 dặm như thế thì tiến độ rất chậm rãi, chậm đến khiến người ta giận sôi máu. Nhưng Khương Vọng không vội vàng không nóng này. Những chuyện trải qua ở Xâm Hải Nguyên Giới làm ảnh hưởng đến hắn. Lấy thực lực của hắn, vừa tiến vào Xâm Hải Nguyên Giới không bao lâu mà lại thiếu chút nữa bị thất thủ ở vùng đất Nạc Xà. Vị tu sĩ cường đại không biết tên để lại vết thương trên cái cánh trái của Yến Kiêu cũng là một lời cảnh báo với hắn. Còn không phải tu sĩ kia cảm thấy bản thân cường đại, nghe thấy tiếng kêu quái dị thì trực tiếp tìm đến Yến Kiêu sao? Kết quả trừ một vết thương kia ra thì không để lại cái gì nữa. Phải mang lòng kính sợ đối với những thứ xa lạ, chưa biết. Sự cẩn thận của Khương Vọng cũng được đền đáp. Sau không biết bao nhiêu cái năm dặm, trong phạm vi tầm nhìn của hồng trang kính bỗng xuất hiện một nhóm người. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 473: Thế giới ẩn tinh. Khương Vọng đều đã gặp qua đám người này trong Thất Tinh Cốc. Đặc biệt là người cầm đầu kia, đó là thanh niên tiếp đón hắn cùng nhau bước vào tinh vị, điền thương của Đại Trạch Điền Thị, cũng là con hổ cố định trong bí cảnh Thất Tinh Lâu. Đi theo bên cạnh gã là 13 người, đều là con cháu của Điền Thị. Theo lý thuyết, những người này đều nằm chót địa sát tinh vị, nên xuất hiện ở thế giới được giao quang tinh chiếu rọi mới đúng. Nhưng Điền gia kinh doanh bí cảnh Thất Tinh Lâu nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi có vài thủ đoạn độc đáo không muốn cho ai biết. Khương Vọng thông qua tình báo của tiểu phiền bà ở Xâm Hải Nguyên Giới nên mới tìm được thế giới được ẩn nguyên tinh chiếu rọi. Này, cũng không biết Điền gia là thông qua phương pháp gì. Nhưng sự xuất hiện của đám người Điền gia đã làm Khương Vọng càng chắc chắn giá trị của thế giới này. Nếu thế giới mà ẩn nguyên tinh chiếu rọi không có thu hoạch càng cao thì tội gì bọn họ mất công từ thế giới giao quang tới đây. Hiện tại nghĩ lại, từ lúc đầu Điền gia đã chiếm cứ 20 vị trí cuối cùng của địa sát tinh vị, có phải vốn cũng là kế hoạch Điền gia đã vạch ra từ trước hay không? Người trong thiên hạ đều cho rằng Điền gia trả giá rất nhiều ở bí cảnh Thất Tinh Lâu, nhường ra tất cả vị trí hàng đầu, có hơi không đành lòng bức bách quá mức. Nhưng người của Điền gia lần nào mang đội đều ở bên nhau, chiếm cứ một thế giới tinh diệu, cũng có thể hoàn mỹ che lấp bí mật của bọn họ. Nếu không có tình báo của tiểu phiền bà, ai có thể nghĩ đến, đa số người của Điền gia đều tiến vào thế giới ẩn tinh kia chứ. Trong ghi chép của Tứ Hải Thương Minh và Thạch Môn Lý Thị cũng chưa từng xuất hiện thế giới ẩn tinh. Khương Vọng nhanh chóng rời khỏi trong hồng trang kính, đồng thời thu hồi Diễm Hoa Chi Hải. Hắn lấy ra nặc y rồi phủ lên, đứng đó không nhúc nhích. Đối với người tu hành mà nói, phạm vi 5 dặm rất khó được coi là an toàn. Cũng có một số người tu hành có được phạm vi tầm nhìn khá xa, hoặc là có điểm đặc dị ở mục khiếu, 50 dặm còn không tính là khoảng cách xa nữa là. Nhưng biển cát này cũng không phải bằng phẳng toàn bộ, ngược lại cao thấp phập phồng, gập ghềnh. Cồn cát chằng chịt cách trở tầm nhìn, đây cũng là một trong những nguyên nhân Khương Vọng lựa chọn mượn dùng hồng trang kính để tra xét. Càng đáng tin cậy hơn mắt nhìn trực tiếp của hắn,
cũng càng cụ thể hơn. Sự cẩn thận của Khương Vọng đều thể hiện trong hành động, diễm hoa chi hải mà hắn phóng thích đều nằm trong hồ cát. Không có sẵn thì tiện thể chế tạo ra, như vậy thì nhìn từ nơi xa, nơi ẩn thân của hắn đã trở thành góc chết tầm nhìn. Đương nhiên, nếu thực sự có người cách xa 5 dặm mà vẫn có thể nhìn thấy tình huống trong hố thì Khương Vọng cũng chỉ có thể cam chịu. Lúc này Khương Vọng đã phủ thêm nặc y, hắn đã biến mất trong tầm nhìn của người bình thường thậm chí là tu sĩ, hòa hợp với cát vàng thành một thể. Còn về đạo thuật diễm hoa chi hải mà trước đó hắn phóng thích, vốn đã tồn tại giữa thật và giả, cũng không lưu lại dấu vết gì. Đám người điền thường đi ngang qua chỗ Khương Vọng ẩn thân để đi về phía trước, lời nói họ nói với nhau cũng rơi vào tai Khương Vọng. Còn bao lâu nữa đây? Một giọng nữ hỏi. Chắc sắp rồi, ta thấy trên địa đồ cũng không phải quá xa. Một giọng nam ân cần trả lời. Phỏng đoán của tên quái vật quả nhiên đã đúng. Lần này chúng ta thật sự có thể tìm được thế giới ẩn tinh. Một giọng nam khác rất vui mừng mà nói. Quái vật cái gì? Đó là Bình công tử. Khương Vọng lại nghe ra tiếng quát lớn kia là tới từ Điền Thường. Hắn cũng chỉ từng nói chuyện với Điền Thường. Giọng nam vui mừng trước đó tiếp tục trả lời. Nơi này cũng không phải là Tức Thành. Chúng ta nói cái gì ở chỗ này? Hắn có thể nghe được hay sao? Quái vật, Điền An Bình sao? Khương Vọng cân nhắc trong lòng. Chuyện về Điền An Bình, Trọng Huyền Thắng đã từng cố ý nói cho hắn biết, nếu gặp được người này thì phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi nghe thấy cuộc đối thoại này, Khương Vọng có được hai tin tức. Thứ nhất, chính là uy tín của Điền Thường đối với đội ngũ Điền gia trong thế giới bản nguyên này cũng không đủ, ít nhất sau khi gã quát lớn, vẫn có người dám tranh cãi. Thứ hai, Điền An Bình cũng không được quá tôn trọng trong Điền gia, ít nhất những người trẻ tuổi này cũng lén lút không tôn trọng y. Thậm chí Điền Thường cũng không có giữ gìn quá mức, càng như chỉ đi ngang qua sân khấu, tỏ vẻ mình không liên quan đến những lời không tôn trọng này. Đương nhiên, kiêng kỵ sợ hãi của những người này đối với Điền An Bình cũng rất rõ ràng. Đám người Điền gia này thật thả lỏng, cũng không biết là cậy vào cái gì. Trận hình vẫn còn duy trì, nhưng không mấy ai quá khẩn trương, đều câu được câu không mà tán gẫu. Ai không biết còn tưởng rằng bọn họ đang dạo chơi ngoại thành. Lại nói tiếp, tên môn khách đi cửa sau của Trọng Huyền gia kia cũng thật thông minh, biết tự động thay đổi tinh vị trước. Tên kia tự đi rồi cũng đỡ tốn công, bằng không còn phải nghĩ cớ giải thích với Trọng Huyền gia. Một môn khách, chết thì chết, chết trong thăm dò bí cảnh không phải rất bình thường sao? Giải thích cái gì? Ha, cứ khăng khăng mở miệng muốn một vị trí trong chúng ta. Để tránh người khác sinh nghi, chúng ta còn không tiện từ chối. Được rồi, ít nói chút chuyện không liên quan đi. Lại là Điền Thường lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tuy uy vọng của gã cũng không đủ, nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh được Điền Thị chỉ định trong chuyến này, chung quy những người khác cũng không thể quá coi rẻ gã, bởi vậy cũng an tĩnh một hỏi. Hình như bọn họ rất rõ mình nên chạy đi đâu, mục tiêu cũng thật rõ ràng. Tất cả giống như đều là do Điền An Bình sắp xếp. Mục tiêu của Khương Vọng cũng rất rõ ràng là đi theo chân bọn họ tới cùng. Cũng đâu có chuyện có sẵn đường mà không đi, cứ nhất quyết tự mình đi bậy bạ đi rồi nhặng không đầu. Còn về chuyện cuối cùng làm như thế nào, vậy xem tình hình rồi nói tiếp. Đám con cháu Điền Thị này, tính luôn cả Điền Thường thì tổng cộng có 14 người. Còn có 5 người của Điền Thị tiến vào bí cảnh Thất Tinh Lâu, đại khái là giấu tai mắt ở thế giới khác. Lúc này Khương Vọng mới phát hiện, thì ra hắn vẫn luôn đi ngược phương hướng. Thì ra không nên đi hướng Bắc, phải đi về Nam. Nhìn từ nơi rơi xuống, nói không chừng cứ đi mãi về hướng Nam thì hắn còn tiếp xúc với mục tiêu trước cả đám người Điền gia này nữa. Khương Vọng cũng không rõ những người Điền gia này phân biệt phương vị như thế nào. Cho dù có người đặc biệt vẽ ra địa đồ, cát trên biển cát này cứ bay lên đáp xuống, đông thổi đến Tây, Tây thổi đến Đông, sao có biện pháp vẽ rõ ràng được chứ? Đương nhiên điều này cũng không quan trọng, dù sao đi theo là được rồi. Di chuyển thì nặc y sẽ mất đi tác dụng. Nhưng Khương Vọng rất kiên nhẫn, chờ nhóm người này sắp biến mất ở cuối tầm nhìn thì hắn mới hiện ra đi theo sau từ xa xa, hơi có động tĩnh thì lập tức giả chết tại chỗ. Có đội ngũ Điền Thị mở đường ở phía trước, trên đường cũng không cần tự chú ý, tính an toàn cao lên rất nhiều. Đối với những tu sĩ siêu phàm, những dòng cát chảy này căn bản không tính là nguy hiểm. Có nhiều phương pháp có thể ứng phó được. Làm Khương Vọng chú ý chính là những người Điền gia này cũng không phi hành lên đường. Chắc chắn bọn họ càng hiểu biết thế giới ẩn nguyên này hơn,
vậy thì bay trên không trung sẽ thật sự gặp phải nguy hiểm nào đó. Hắn yên lặng tính toán thời gian trong lòng, sau 2 canh giờ rưỡi, nguy hiểm thật sự của thế giới này mới lần đầu tiên tiến đến. Bão cát. Trong đội ngũ Điền Thị có người kinh hô. Hình như bọn họ sớm có chuẩn bị đối với chuyện này, Khương Vọng đứng xa xa đã nhìn thấy 14 người của Điền gia bày trận tại chỗ, nhanh chóng chui vào mặt đất. Đồng thời, dưới sự điều động của đạo thuật này, một tảng đá vuông khổng lồ xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng chặn lên khe hở, tạo thành một cái nắp hình nửa vòng tròn. Thứ cuối cùng xuất hiện là một thành lũy như phần mộ. Mà ngay vào lúc thành lũy hình dạng phần mộ này xuất hiện, cát vàng che trời đang trào dâng. Giống một con rồng khổng lồ nối liền cả bầu trời, cao tốc thổi quét đến từ nơi xa. Quá đột nhiên, cũng quá nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Vừa rồi còn bầu trời quang đãng, cát yên gió lặng. Chỉ trong chớp mắt mà tất cả đều tối sầm xuống. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Chương 474, Bão cát. Khương Vọng học theo, trực tiếp chui sâu xuống bên dưới. Nhanh chóng triệu ra đằng xà triền bích vây quanh chính mình, mà trên đằng xà triền bích cũng nở ra vô số thực chi hoa. Trong hoàn cảnh tại nơi biển cát này, đằng xà triền bích hiển nhiên không phải lựa chọn quá tốt, nhưng Khương Vọng quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị nhiều hơn. Cũng không thể cậy vào nhất kiếm thành viên để chống đỡ bão cát đáng sợ như vậy đúng không? Dưới chân không có gốc rễ, tất nhiên sẽ bị cuốn đi. Vậy phải có tự tin bao lớn, mệnh số kiên cường đến mức nào? Cát vàng che trời lấp đất cuốn qua, tất cả mọi thứ tầm mắt có thể đạt được đều bị thổi quét. Từ khe hở mà đằng xa chiến bích để lại, hắn có thể nhìn thấy vị trí của đám người Điền Thị bị cuốn ra một cái hố sâu trong nháy mắt, lượng cát đá khổng lồ bị cuốn lên trời cao. Nhưng đạo thuật thạch mộ mà đám người Điền Thị hợp lực kết ra kia lại vững như dãy núi. Khương Vọng chú ý tới, hình như thạch mộ kia có liên hệ với địa mạch, dưới thạch mộ có vô số thứ nhìn như rễ kéo dài xuống, bảo vệ chặt cát đất phía dưới, tựa như đại thụ cắm rễ xuống mặt đất. Đạo thuật như vậy, sử dụng khá hữu hạn, nhưng vào lúc này lại cực kỳ thích hợp. Rất có thể là được tạo ra để chuyên dùng cho hoàn cảnh như thế này. Khương Vọng không có bản lĩnh tạo nên đạo thuật dành riêng cho hoàn cảnh, chỉ có thể tăng mạnh đằng xa chiến bích lần nữa, nỗ lực kéo sâu xuống bên dưới, đồng thời dục sinh thêm mấy đóa thực chi hoa. Đằng xa chiến bích mọc rễ cây cắm xuống mặt đất, thực chi hoa có thể cắn nuốt thêm cát đá trong lúc chống chọi nhằm giảm bớt áp lực. Kế hoạch rất tốt, nhưng bão cát nối liền trời đất thổi quét đến, vị trí cái hố của Khương Vọng lập tức bị biến thành sườn núi cao. Trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ đằng xà triền bích đã bị cuốn lên trời cao. Thực chi hoa vừa há miệng một cái thì đã trực tiếp bị che nổ. Mà đằng xà triền bích trên trời cao còn chưa kiên trì được một giây thì đã trực tiếp tan vỡ. Khương Vọng bị cuốn vào giữa bão cát. Phản ứng của hắn cũng khá nhanh, nhưng chung quy thì chuẩn bị không được đầy đủ. Đằng xa chiến bích cũng không cách nào ứng phó với thế cục này. Trong nháy mắt đằng xa chiến bích tan vỡ, tay trái của Khương Vọng đã bắn ra diễm hoa, làm nổ tung những tảng đá bay gần sát đó. Tay phải hắn không ngừng huy kiếm, hoặc chảm hoặc chém, gian nan duy trì cân bằng trong gió lốc. Bão cát giống như một cái cối xay khổng lồ cấp tốc chuyển động. Lúc này một khi mất trọng tâm thì sẽ bị cắt thành thịt nát chỉ trong nháy mắt. Nếu là Tô Khởi Vân, có lẽ có thể bật nhảy trong trung tâm bão cát này, nhưng tất nhiên là thân pháp của hắn không đủ. Cát và đá bay vô tận cũng mang theo lượng sát thương đáng kể trong gió lốc, dù không phải cố tình nhằm vào, nhưng gần như không chỗ nào là không có. Cũng may mà Diễm Hoa là đạo thuật thuấn phát khắc ấn trong Thông Thiên Cung, kiếm thuật lại ăn sâu vào bản năng thân thể nên lúc này hắn mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không được. Có quỷ mới biết bão cát này có thể liên tục bao lâu, hơn nữa độ chấn động cũng càng lúc càng lớn. Trong cát bay đá chạy che trời, Khương Vọng nhanh chóng hạ quyết tâm. Hắn không màng đến việc tiêu hao đạo nguyên, không ngừng lấy diễm hoa mở đường, kiếm thuật thì làm phòng tuyến thứ hai, cắt đứt nguy hiểm mà diễm hoa không thể ngăn lại vào bất cứ lúc nào. Hắn đi thẳng về hướng trung tâm bão cát. Bão cát khổng lồ này giống như một cái vòi rồng, kết nối cả trời đất lại. Nó không ngừng xoay tròn, nhưng mà hễ là gió lốc thì nhất định sẽ có một mắt gió. Đạo thuật mà Vương Trường Tường ở Đạo Viện Thành Phong Lâm am hiểu nhất chính là suy tức long quyển, Khương Vọng đương nhiên cũng có hiểu biết về thứ này. Trong bão cát khổng lồ, lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy được sinh linh nguyên sinh trong biển cát, chúng đang bị thổi quét trong gió lốc cùng với những cát đá này.
Một con kềnh kềnh có vuốt sắc như lưỡi câu đang bị cắt bay đánh thành cái sàng không xa ngay trước mặt Khương Vọng. Thi thể nó lại không rơi xuống, mà bị cuồng phong thổi, quét trở thành một thành viên trong đống cát đá kia. Con kềnh kềnh bất lực trong bão cát này vừa nhìn là biết vô cùng hung hãn. Khương Vọng còn thấy một con rết chân vàng, một con cóc màu vàng nâu khổng lồ, còn có một con bò cạp đuôi trắng. Con bò cạp kia đang điên cuồng trong gió, dưới tình huống rối ren này mà nó còn không quên giơ cái đuôi ngược lên mà đâm thẳng vào hắn. Đúng là cực kỳ hung hãn, nhưng Khương Vọng cũng không quan tâm đến nó, cuồng phong thổi tạc đến, cái đuôi này không biết sẽ đâm lệch đến đâu. Sinh linh có thể sống sót trong trung tâm bão cát nhất định không yếu. Khương Vọng cũng không có tâm tư gây chuyện, chỉ cần không chắn đường của hắn thì hai bên không liên quan. Chen vào mắt gió không phải một việc đơn giản, bởi vì càng đi vào trong thì gió lốc sẽ càng cuồng bạo. Nhưng Khương Vọng không có lựa chọn nào khác, càng cuồng bạo tức là càng đến gần. Giống một con cá bơi ngược dòng, ra sức nhảy ở cuối đường sông, Khương Vọng đâm vào mắt gió. Trong trung tâm của gió lốc, mọi thứ lại như rất yên tĩnh, trong ngoài cứ như hai thế giới khác nhau. Sau đó hắn nhìn thấy giữa bão cát đáng sợ như thế, có một con quái vật nhìn giống như sâu lông, nhưng toàn thân là một màu vàng đất, nó to như một con mãng xà khổng lồ, đang lượn lờ như cá bơi trong nước. Hơn nữa nó đang cúi đầu nhìn thẳng vào hắn. Bão cát che trời lấp đất lao lướt qua, trong thạch mộ được tạo thành từ đạo thuật. Có một người hỏi, vừa mới có phải trong bão cát có động tĩnh gì hay không? Điền Thường nói, có lẽ là dã thú gì đó trong biển cát này, thứ gì cũng sẽ bị cuốn lên trời cao. Con sâu khổng lồ này có đôi mắt màu nâu, nó phồng lên thật cao, thân hình còn có từng đốt, có vẻ cực kỳ mập mạp. Một người một trùng chỉ nhìn nhau một giây thì con sâu khổng lồ này đã đột nhiên mở ra cái mồm to như bồn máu. Khương Vọng có thể nhìn rõ được trong cái miệng máu đó có đan xen hàm răng chi chít. Nếu ném một khối đá to vào, cũng sẽ bị cắn thành mảnh vụn. Ở vị trí đại khái là cổ họng của con sâu khổng lồ, có một đoàn gió xoáy đang điên cuồng gia tốc. Mà sức hút cực kỳ đáng sợ đã cố định cứng thân thể của Khương Vọng lại. Khương Vọng dùng hết toàn lực, đạo nguyên đang điên cuồng tuôn ra. Ngay cả thiên địa cô đảo cũng di chuyển lên 1/5, vậy mà vẫn không thể cưỡng lại được, bị kéo gần sát đến cái miệng máu đang há to kia. Ngón tay hắn nhanh chóng chuyển động, diễm tước rậm rạp xuất hiện trước người, chúng nhanh chóng bị nuốt hết vào cái miệng khổng lồ. Hắn đang ở trung tâm gió lốc, căn bản khó có thể nghe thấy âm của bát âm diễm tước, nhưng số lượng diễm tước không đếm được lại vào bụng con côn trùng kia trước rồi liên tục nổ mạnh. Khương Vọng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may con sâu khổng lồ này không có trí tuệ gì. Có trí tuệ hay không, sẽ hoàn toàn cách biệt một trời. Chỉ cần có được trí tuệ, dù là sinh linh nhỏ yếu đến mấy cũng đáng để kính sợ. Nếu nó có thể thao túng bão cát mà còn có được trí tuệ, Khương Vọng phải suy xét bước tiếp theo nên chạy trốn như thế nào. Hắn thao túng diễm tước liên tục nổ tung trong cơ thể con sâu khổng lồ, nó lại không lập tức chết ngay tại chỗ như Khương Vọng đã nghĩ. Trừ thân hình khổng lồ kia đang lung lay trên không trung thì nó không phun ra cả búng máu, thậm chí còn có ý đồ hút Khương Vọng vào rồi nuốt tươi. Khó trách cái gì cũng dám nuốt, chắc chắn nó có một dạ dày cực kỳ cứng cỏi. Nhưng chung quy vẫn bị ảnh hưởng, lực hút đã không bằng lúc nãy. Khương Vọng yên lặng cảm ứng diễm tước trong bụng con sâu khổng lồ, lấy tần suất lúc nhiều lúc ít để khống chế diễm tước nổ mạnh, làm thời gian thích ứng của con sâu khổng lồ kéo dài lên tối đa. Đồng thời hắn trực tiếp từ bỏ chống cự, cả người bị nhanh chóng hút đến trước mặt con sâu khổng lồ. Trong chớp mắt sắp sửa vào miệng nó, Khương Vọng bật người nhảy dựng lên, giơ ngang kiếm trước mắt, tiêu sái kéo ra khoảng cách. Ân oán tình thù không viết hết, thoải mái phong lưu kể không tường. Một kiếm danh sĩ lạo đảo. Kiếm này chính xác đến cực điểm, mổ hai mắt của con sâu khổng lồ từ chính giữa ra thành hai mảnh. Âm âm âm, thân thể hóa thành diễm lưu tinh, Khương Vọng lập tức bắn lên khoảng không cao nhất. Hắn tránh đi chất nhầy màu xanh lục bắn ra từ đôi mắt của con sâu khổng lồ, đồng thời cũng tránh đi sự trả thù điên cuồng của nó. Ngay vào lúc đôi mắt con sâu bị cắt vỡ, bão cát chợt hạ chấn động thấp xuống mấy độ. Mà bên trong mắt gió, không gian quanh người con sâu đã bị lưỡi gió rậm rạp phủ kín trong nháy mắt. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 475, Định Phong Châu.
lưỡi gió phủ kín quanh người con sâu khổng lồ đều thấp thoáng mang theo màu xanh nhạt, đó là biểu hiện nguyên lực hệ phong ngưng tụ đến trình độ nhất định. Hơn nữa dày đặc như thế thì căn bản không có không gian né tránh. Nếu Khương Vọng còn ngừng lại tại chỗ thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hiện tại hắn tránh ở chỗ cao, ngồi xem con sâu khổng lồ không nhìn thấy cái gì đang phát cuồng ở bên dưới. Chỉ còn chờ con sâu này mệt mỏi thì hắn lại đi xuống cho nó một đòn chí mạng. Có lẽ là vì triệu tập số lượng lớn nguyên lực hệ phong nên bão cát mà con sâu khổng lồ khống chế cũng hạ thấp độ chấn động. Cuối cùng những dị thú bị cuốn vào cơn lốc cũng có được chút ít năng lực tự chủ. Khương Vọng đứng ở phía trên cao của mắt gió nên nhìn thấy một số dị thú bay lướt qua phía trước đang chen vào từ bên ngoài. Những cái chân chằng chịt của con rết chân vàng kia như mái chèo đang hoạt động trên không trung, giống như con thuyền bơi trên mặt nước mà chèo vào mắt gió. Vị trí nó xuất hiện không tốt lắm, nằm ngay trong phạm vi công kích của lưỡi gió. Chỉ thấy những cái chân vàng của nó co ngược lại phủ kín bản thân, toàn bộ. Thân thể nó lập tức hóa thành một thỏi vàng hoàn chỉnh, sáng loáng đến lóa mắt. Khương Vọng nhìn thấy mà sửng sốt, không biết con này rốt cuộc là rết hay là nhím. Chỉ nghe được âm thanh lách cách lang cang, nó không chút sứt mẻ gì dưới những cú chém của lưỡi gió. Con thứ hai chen vào mắt gió là con cóc màu vàng nâu khổng lồ kia. Nó vừa tiến vào mắt gió thì đầu lưỡi đã bắn ra như mũi tên, tốc độ cực nhanh, đã tạo thành tàn ảnh ở quanh người. Nó đánh tan vô số lưỡi gió đếm không hết kia. Nhưng chung quy thân thể nó cũng quá mức khổng lồ, mà đáng thương là chỉ có một cái lưỡi, căn bản không bảo vệ được hết. Trên người sau lưng bị nó lưỡi gió cắt ra vô số những vết thương. Nhưng đối với thể tích của nó mà nói, những vết thương này cũng không tính là gì. Hơn nữa chảy ra từ miệng vết thương không phải máu màu đỏ, mà là một thứ như bùn lầy, trông cực kỳ ghê tởm. Con cuối cùng tiến vào là con bò cạp đuôi vàng đang quay cuồng mà còn có ý đồ đâm Khương Vọng một cái. Hai cái càng to lớn xé mặt gió ra, chậm rãi mà chen vào, ngay vào lúc nó tiến vào. Con rết chân vàng và con cóc màu vàng nâu tiến vào mắt gió trước đột nhiên sốt ruột. Con rết chân vàng đột nhiên mở toạc chân ra, liều mạng bị lưỡi gió cắt vài cái, hơn cả trăm cái chân đang chặt chém trên không trung. Toàn bộ thân hình chợt lóe, nó trực tiếp xuyên thủng thân thể của con sâu khổng lồ, đâm thẳng vào bên trong. Con cóc màu vàng nâu không cam lòng chậm bước, chân sau thô to nhảy một cái lên không trung, cả người nó đụng vào con sâu khổng lồ trước mặt. Hình thể của nó hơi kém hơn con sâu khổng lồ, nhưng lúc ngồi xổm cũng cao tương đương với con sâu đó. Lúc này đầu chống đầu, cái lưỡi dài như đạn bắn ra, trực tiếp đâm vào miệng con sâu khổng lồ. Thoạt nhìn giống như hai con quái vật đang hôn nhau. Nhưng Khương Vọng nhìn thấy rõ ràng, hàm răng dữ tợn chỉ chít của con sâu đều bị đâm nát không biết bao nhiêu cái. Thẳng đến lúc này Khương Vọng mới phản ứng kịp, bọn này là nhặt của hời. Nếu không có Khương Vọng làm con sâu khổng lồ bị thương, có lẽ kết quả cuối cùng của đám dị thú bị nó cuốn lấy này đều sẽ bị nghiền chết trong bão cát, cuối cùng bị con sâu khổng lồ cắn nuốt. Nhưng hiện tại, con sâu đã bị suy nhược, chúng nó phải bắt đầu cắn trả ngược lại. Sau khi con rết chân vàng và con cóc màu vàng nâu triển khai công kích, lưỡi gió xung quanh con sâu khổng lồ đã hỏng mất. Thân thể khổng lồ của nó cũng điên cuồng vặn vẹo trên không trung, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ. Con bò cạp đuôi trắng tiến vào mắt gió cuối cùng lại không chút hoang mang. Ngay vào lúc này, nó nhẹ nhàng nhảy lên, đã nhảy lên người con sâu khổng lồ điên cuồng, lấy hình thể và trọng lượng của nó, đại khái con sâu đang đau đớn căn bản không có cảm giác gì. Nhưng mà con bò cạp đuôi trắng này lại nhẹ nhàng giơ cái đuôi lên, cực kỳ nhẹ nhàng mà đâm một cái vào người con sâu. Thân thể khổng lồ của con sâu như túi hơi bị xì, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng khô quắt xuống. Trận cuồng phong thổi quét cát đá chợt biến mất, bão cát che trời cũng vì thế mà ngừng lại. Con rết chân vàng lấy tốc độ càng nhanh hơn so với lúc chui vào thân thể con sâu khổng lồ, con cóc màu vàng nâu cũng lập tức thu đầu lưỡi lại. Chất lỏng năm màu rực rỡ tràn ra từ trong miệng, trong mắt con sâu, thậm chí phần đuôi, nó tràn ra từ tất cả những lỗ trên người nó. Đây cũng là nguyên nhân con sâu khổng lồ khô quắt lại. Máu thịt dưới da nó, không đến thời gian ba hơi thở thì biến thành chất lỏng năm màu rực rỡ. Kịch độc đến mức này, bão cát đều dừng lại, vị trí mắt gió càng thêm yên tĩnh. Cát vàng tràn ngập, đá vụn và các loại thi thể lung tung rối loạn đang rơi xuống. Thi thể con sâu khổng lồ khô quắt đến chỉ còn một tấm da, cũng bắt đầu nhẹ nhàng mà rơi xuống. Tất cả đều rơi xuống.
chỉ có con rết chân vàng, con cóc màu vàng nâu và con bò cạp đuôi trắng bất động lơ lửng trên không trung, chúng đứng giằng co theo hình tam giác. Chúng nó kiêng kỵ lẫn nhau, hình như muốn tranh đoạt cái gì đó. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, một kiếm quang thật lớn phụt ra. Hắn cắt qua túi da của con sâu khổng lồ ngay đương trường, ba con dị thú đều cả kinh. Chỉ thấy một thanh kiếm xuất hiện trong tầm nhìn của chúng nó, mũi kiếm đâm thẳng tới, lập tức nâng một viên châu màu xanh lá từ trong cơ thể con sâu khổng lồ ra. Ngay sau đó, ầm 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 bùm bùm, cả người và kiếm mang thanh châu hóa thành một diễm lưu tinh lao cực nhanh đi xa. Ba con dị thú đều kinh ngạc sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp là đã xảy ra chuyện gì. Con rết chân vàng có tốc độ nhanh nhất, hàng trăm cái chân vung vẩy trên không trung, lập tức hóa thành kim quang. Con cóc màu vàng nâu theo sát phía sau, chân sau dẫm một cái trên mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố to. Tốc độ bắn ra không hề chậm hơn con rết chân vàng kia quá nhiều. Chỉ có con bò cạp đuôi trắng còn dừng lại tại chỗ một lúc, đại khái là tốc độ thật sự không phải điểm mạnh của nó. Hình như nó đã tiếp nhận hiện thực, chỉ nhẹ nhàng mà nhảy lên một cục huyết nhục đã không còn nhận ra là quái vật nào, cúi đầu chậm rãi gặm cắn. Kim quang bao lướt qua trời cao, thịch thịch thịch. Con cóc màu vàng nâu khổng lồ nhảy một cái tạo thành hố cát, giây lát sau đã lướt ra. Lúc này Khương Vọng mới thò đầu ra từ hố cát, nặc y này dùng thật tốt. Lúc này hắn mới có tâm tình nghiên cứu chiến lợi phẩm vừa mới đoạt được. Đây là một viên châu có kích thước chừng 1/3 nắm tay, nắm trong tay cực kỳ bóng loáng, màu của nó là xanh thẫm xen lẫn một chút mây trắng, trông cực kỳ mỹ lệ. Mà hiệu quả của nó, Khương Vọng tùy tiện bấm tay niệm chú, tụ ra một lưỡi gió, từ xa tới gần, bổ về hướng bản thân. Khương Vọng nắm hạt châu này, không tránh không né, lưỡi gió kia tới gần trước người rồi bỗng nhiên im hơi lặng tiếng tan đi. Khương Vọng không có thành tựu gì trong đạo thuật hệ phong, nhưng hắn thi triển tất cả đạo thuật hệ phong từng học một lần đều không thể phát huy tác dụng trước mặt hạt châu này. Nó là tinh hoa bên trong con sâu khổng lồ kia, kế thừa thiên phú của nó, sự khống chế đối với nguyên lực hệ phong vượt mức bình thường. Đây là pháp khí trời sinh, có thể gọi trực tiếp là định phong châu, tuyệt đối là thứ tốt. Nhưng Khương Vọng cũng không yêu thích không buông tay gì, chỉ tiện tay cất nó đi, dựng ngón tay lên gọi ra truy tư thảo hình dạng xương khói ra. Hắn là một người có mục tiêu kiên định, đương nhiên sẽ không vì một trận bão cát, vì một chút thu hoạch mà từ bỏ mục tiêu phía trước. Ngay từ lúc những người điền ra đi ngang qua, hắn đã thu gom khí tức của bọn họ, hơn nữa đặc biệt chọn mấy người thực lực yếu kém, lúc này truy tung sẽ tiện hơn rất nhiều. Truy tư thảo dạng xương khói ngừng nghỉ một hồi, sau đó thì chỉ ra phương hướng. Để tránh bị lừa gạt, ngay sau đó Khương Vọng cũng sử dụng truy tư đối với mấy người khác, cuối cùng hướng chỉ đến đều nhất trí. Lúc này hắn mới nhích người cấp tốc đuổi theo. Lúc này trong đội ngũ điền ra, bọn họ đang bôn ba đi thẳng, đi theo lộ tuyến Điền An Bình đã sớm quy hoạch sẵn. Dọc đường nếu gặp phải nguy hiểm cũng được bọn họ lần lượt hóa giải. Tất cả thủ đoạn mà Điền An Bình chuẩn bị vì bọn họ đều hoàn mỹ mà đối phó được những nguy cơ này. Cho dù trong lòng căm ghét sợ hãi cái tên kia đến mức nào, họ cũng không thể không thừa nhận là y cường đại. Không biết tại sao trong lòng ta có một sự cảm không lành, giống như có cái gì bị bỏ qua vậy. Trong lúc tiến lên, Điền Thường bỗng nói, thôi đi. Điền Dũng vẫn luôn không quá phục gã lên tiếng, cũng sắp đến đích rồi còn dự cảm cái rắm. Nữ tu giả duy nhất trong đội là Lưu Tư thì trấn an, đừng nghĩ nhiều, chuyên chú vào chuyện trước mắt. Đã đến nơi đây rồi thì còn có thể có chuyện gì. Cho dù bị ngươi bỏ qua, thì hắn cũng không có khả năng bỏ qua. Hắn mà Lưu Tư nói đến tất nhiên là chỉ Điền An Bình đã lập kế hoạch trước tất cả mọi chuyện trong thế giới ẩn tinh này. Vì thế Điền Thường trầm mặc, cho dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng gã không thể không nhìn thẳng vào suy nghĩ trong lòng mình. Ai cũng có khả năng phạm sai lầm, bao gồm chính gã. Con quái vật kia lại gần như không có khả năng sai. Chương 476, 9 dòng cát chảy. Sau cát vàng lại là cát vàng, cuộc bôn ba khiến người ta khó có thể chịu đựng rốt cuộc cũng tới điểm cuối. Điền Thường liếc mắt một cái đã thấy được ốc đảo kia. Cỏ xanh tươi tốt phủ đầy khắp nơi, chúng quay quanh một mặt hồ như gương sáng, theo gió mà phất phới. Trong phạm vi tầm nhìn cũng không có cây cối, nhưng những ngọn cỏ đó đều cao đến đầu gối. Trong sáng long lanh, không giống như đang ở biển cát, mà như ở một vùng sông nước nào đó,
nếu như không nhìn gì đến cát vàng. Bên ngoài, mặt hồ có hình tròn, giống như một mặt gương chiếu rọi không trung. Cỏ xanh bên ngoài vòng quanh cả mặt hồ, khóa mặt hồ đó ở chính giữa. Mà ở ngoài cỏ xanh là một dòng cát đang chậm rãi chảy xuôi, xoay tròn vòng quanh mặt hồ. Mà ngoài dòng cát chảy này còn có một dòng khác, nó cũng vây quanh mặt hồ, chỉ là hướng xoay tròn lại là ngược lại. Dòng cát chảy cứ xoay tròn đan xen lặp lại như vậy, tổng cộng có đến 9 dòng. Độ rộng của mỗi một dòng cát chảy đều chừng 3 trượng. Bởi vì không ngừng mở rộng vòng quanh mặt hồ nên dòng cát chảy ngoài cùng chiếm phạm vi cực kỳ rộng. Mọi người trong điền thị ngừng lại ở ngoài dòng cát chảy đó. Cũng đã tới đích đến rồi, còn không trực tiếp đi vào sao? Điền Dũng có chút không hài lòng, nhưng chung quy cũng không tự tiện hành động. Đi 100 dặm thì mấu chốt nằm ở dặm 90. Điền Thường nhìn mặt hồ kia mà nói, 9 dòng cát chảy này nhìn có vẻ không đơn giản. Chúng ta phải đi qua như thế nào? Nơi này có nguy hiểm gì? Lưu Tư hỏi, người kia, hắn nói như thế nào? Ta cũng chỉ biết như các ngươi nhau thôi. Điền Thường lắc đầu, hắn không nói gì riêng với ta. Khuôn mặt Lưu Tư chỉ có thể coi như bình thường, dáng người lại rất không tệ. Đôi mắt của Điền Dũng cứ ngó liên tục lên người nàng ta. Nghe Điền Thường nói như vậy, nàng ta có chút sốt ruột, vậy làm sao bây giờ? Hoảng loạn cái gì? Hắn cũng chưa từng tới nơi này, sao có thể biết hết mọi chuyện chứ? Điền Dũng cười nhạo, gã thật chướng mắt những người này, họ sợ hãi, chán ghét, nhưng gặp chuyện gì cũng ỷ lại vào Điền An Bình. Lúc không có Điền An Bình hắn thì không phải Điền gia cũng là danh môn đệ nhất đại trạch hay sao? Lưu gia là một trong những gia tộc phụ thuộc Điền gia. Nhà Lưu Tư có chút quan hệ thông gia với Điền Thường, nàng ta xem như là biểu muội của Điền Thường. Mà đời gia gia của Điền Dũng và Điền Thường là đường huynh đệ, đến đời bọn họ thì đã xa lắc xa lơ, hai bên cũng cạnh tranh rất kịch liệt. Hắn chỉ tính được nơi đây sẽ có hoàn cảnh biển cát, thủ đoạn chuẩn bị cho chúng ta đều là ứng phó nguy hiểm có khả năng xuất hiện trong biển cát. Điền Thường giải thích một câu, sau đó nói, nơi đây có nguy hiểm gì thì thử một chút sẽ biết. Gã nhìn Điền Dũng, A Dũng, không phải ra ra ngươi mới mua cho ngươi một con rối hai cánh sao? Đúng lúc dò đường cùng chúng ta, vì cái gì phải dùng con rối của ta để dò đường? Điền Dũng không che giấu bất mãn của mình chút nào, gần như là vừa có cơ hội thì lập tức khiêu chiến uy tín của Điền Thường. Chẳng lẽ muốn để tộc nhân mạo hiểm sinh mệnh đi dò đường? Điền Thường nghĩa chính từ nghiêm, ta là thủ lĩnh chuyến đi này, điều hành tài nguyên đội ngũ hợp lý là chuyện ta phải làm. Ngươi có ý kiến gì thì có thể trở về nói với trưởng lão. Điền Dũng biết, Điền Thường đang trả thù chuyện trên đường mình luôn tỏ ý không phục. Con rối hai cánh của gã là do Gia Gia dùng nhiều tiền mua được, là vật, bảo mệnh, nếu bị thất thủ ở đây thì ai đền cho gã? Cho dù thông báo cho trong tộc, thứ nhất Điền Thường chắc chắn sẽ không nói chuyện giúp gã, thứ hai mặc dù trong tộc bằng lòng đền lại, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Gã thầm hận trong lòng, nhưng mệnh lệnh của Điền Thường hợp lý, gã cũng kiếm ra được khuyết điểm gì. Gã cắn răng lấy ra ấn khôi lỗi từ hộp chữ vật, tiện tay ném một cái. Nói là ấn, thật ra ngoại hình là một vật thể vuông vức dạng khối màu ngăm đen. Thể tích trải qua tu chỉnh tỉ mỉ của thợ thủ công mặc ra nên vừa vặn có thể chiếm cứ một ô vuông trong hộp chữ vật. Khối vuông màu đen bắt đầu bành trướng ra phía ngoài trên không trung, đầu tiên là vươn ra một đôi cánh, sau đó là tay, tiếp theo là đầu và chân. Khi nó diễn hóa xong thì đã có độ cao của người thường. Nhìn từ ngoại hình thì giống một võ sĩ mũ đen giáp đen trên lưng có cắm hai cái cánh. Vị trí đôi mắt có khẩm hai viên tinh thạch đen bóng. Đây là con rối chế tạo theo hệ võ tướng mà mấy năm nay Mặc Môn mới đẩy ra thị trường, tên của nó là Mặc Võ Sĩ. Chúng được chia thành 3 loại cấp bậc là không cánh, hai cánh, bốn cánh, giá cả vẫn rất cao, nhưng chiến lực khả quan, dễ dàng thao túng, rất được hoan nghênh. Đi về phía trước, Điền Thường ra lệnh một tiếng, Mặc Võ Sĩ mở hai cánh ra, nhắm thẳng vào ốc đảo kia mà bay vào. Quá trình đuổi theo đội ngũ Điền Thị không có gợn sóng gì. Có nhóm người này mở đường ở phía trước, Khương Vọng đi cực kỳ dễ dàng. Điều duy nhất hắn cần lo lắng chính là mình có bị bọn người Điền Thị phát hiện hay không. Bọn người Điền Thị dừng lại, hắn cũng dừng lại xa xa. Vì tránh để bại lộ, hắn lại đào một cái hố cát chôn mình xuống lần nữa. Dùng đăng xa chiến bích bao vây Hồng Trang Kính, sau đó thì trốn vào trong Hồng Trang Kính, thông qua tầm nhìn Hồng Trang Kính để tiến hành quan sát. Trong hành trình bí cảnh Thất Tinh Lâu lần này, hắn càng ngày càng cảm thấy Hồng Trang Kính dùng tốt,
sau này phải nghĩ ra biện pháp, dưới tình huống đã xác nhận an toàn thì Khuếch Trương Tầm nhìn ra một chút. Thông qua hồng trang kính, hắn nhìn thấy người Điền ra thảo luận một hồi, sau đó thì có một mặc võ sĩ hai cánh bay lên trời. Hai cánh vừa vỗ một cái, đã vượt qua dòng cát chảy. Sau đó, không có sau đó. Mặc võ sĩ hai cánh này biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Chín dòng cát chảy còn đang tiếp tục chảy xuôi, mà con mặc võ sĩ mua giá cao này đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Con rối hai cánh của ta đâu? Đôi mắt Điền Dũng đã đỏ rực lên. Tên chính thức của con rối này là mặc võ sĩ, nhưng bình thường bọn họ đều quen gọi là con rối hai cánh. Điền Dũng vốn nghĩ lấy độ kiên cố và tốc độ của mặc võ sĩ, cho dù có nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời rời khỏi. Nhiều nhất là chịu chút tổn thương, tốn chút tiền tu bổ là được. Ai ngờ vừa đi thì không còn tăm hơi, đó là một đống đạo nguyên thạch sáng, lấp lánh đấy. Ngươi còn khống chế được nó không? Điền Thường bình tĩnh hỏi. Trở về, trở về. Điền Dũng kêu vài tiếng hướng về chín dòng cát chảy kia. Sắc mặt cực kỳ khó coi, còn có cảm ứng mơ hồ, nhưng không chỉ huy được. Còn có cảm ứng thì chứng minh mặc võ sĩ cũng không bị công kích, hoặc có thể nói cho dù đã bị công kích, cường độ cũng không lớn, bởi vì nó còn chưa bị hủy hoại. Điền Thường phân tích, xem ra chín dòng cát chảy này hình thành một mê trận thiên nhiên. Hơn nữa mê trận này cũng không phải lẫn lộn cảm giác định hướng, bởi vì mặc võ sĩ cũng không có cảm giác định hướng gì, chỉ biết đi về hướng mục tiêu đã định, sẽ không bị ảo thuật ảnh hưởng. Gã nói trật tự rõ ràng, nhanh chóng tổng kết, có thể là điên đảo không gian gì đấy. Không thể không nói Điền Thường được ủy nhiệm làm thủ lĩnh đoàn người này cũng rất có lý, biểu hiện của gã thật lý trí, suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Ngươi cứ nói thẳng làm sao bây giờ? Điền Dũng cứ nhớ đến con rối quý giá của mình, cảm thấy cực kỳ không kiên nhẫn. Điền Thường lẳng lặng nhìn gã, nhìn đến mức gã có chút mất tự nhiên mà chuyển ánh nhìn đi rồi mới nói. Nếu ngươi quá sốt ruột, hoặc là ngươi có ý kiến hay gì, vậy ngươi có thể tự mình đi tìm con rối của ngươi. Ta sẽ không ngăn cản. Con mẹ nó, câu này thật là không nói đạo lý. Không phải ngươi bảo ta phái con rối hai cánh dò đường sao? Hiện tại xảy ra chuyện thì kêu ta tự giải quyết. Điền Dũng thật muốn trực tiếp trở mặt, tự mình đi xông vào một lần, nhưng tốt xấu gì gã cũng không quá ngốc. Giận dỗi thì không thành vấn đề, nhưng tự mình xông thẳng vào trong thì không phải đang lại giúp Điền Thường dò đường thêm một lần sao? Hơn nữa tức giận với người khác mà lấy bản thân ra mạo hiểm, nhìn thế nào cũng quá ngu đần. Gã xanh mét mặt mày không nói một lời, cũng gần như là đang nhận sai trước mặt Điền Thường. Điền Dũng cũng không phải là người của gia tộc phụ thuộc, quan hệ trong Điền gia cũng không ít hơn gã. Điền Thường chỉ hơi cảnh cáo một chút rồi dừng lại, gã chỉ chôn một hạt giống xuống trước, về sau có rất nhiều cơ hội để chậm rãi trả đũa. Công Dương Lộ, gã xoay người, hỏi nam tử đạo bảo vẫn luôn trầm mặc trong đội ngũ, ngươi chuyên về trận pháp, có nhìn ra được gì không? Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 477, giết người không tiếng động. Công Dương Lộ không phải là quan hệ thông gia, cũng không phải là người hầu ở Điền Thị, chỉ là một môn khách do Điền gia mời đến, nhưng rất được tín nhiệm. Thậm chí sự tín nhiệm này còn hơn cả sự tín nhiệm đối với tộc nhân Điền Thị, nếu không phải là người cực kỳ được tín nhiệm, thì cũng không thể tham gia vào đội ngũ thăm dò thế giới ẩn tinh này. Nghe thấy câu hỏi của Điền Thường, hắn ta chỉ nói, ở bên ngoài trận thì không nhìn ra được gì, cần phải tự mình trải qua mới được. Ý ngươi là, vào trong, phong trận sẽ gặp nguy hiểm lớn sao? Công Dương Lộ trả lời, loại trận pháp này trời sinh mạnh yếu không đồng đều. Nhưng bởi vì được hình thành tự nhiên, cho nên không biến hóa kỳ ảo như trận pháp do con người nghĩ ra. Sát trận chính là sát trận, mê trận chính là mê trận. Nếu như chín dòng cát chảy này là mê trận, cùng lắm thì chúng ta không thể tìm ra được lối thoát, bị vây nhốt trong đó. Nếu như thế thì ta yên tâm rồi. Điền Thường tâng bốc nói, chỉ cần cho người thời gian, chúng ta còn sợ không tìm được lối ra sao. Gã nói vậy vừa là để gia tăng niềm tin cho những người khác trong đội ngũ, cũng là để giúp Công Dương Lộ gia tăng uy vọng. Công Dương Lộ không bị lâng lâng mà quên chuyện chính, hắn ta chân thành nói, ta chỉ nắm chắc 5 phần thôi. Một nửa mà cũng gọi là nắm chắc sao. Hoặc là tìm được lối ra, hoặc là không tìm được. Điền Dũng bất mãn nói, ta đi thì ta cũng nắm chắc 5 phần 10.
Điền Dũng cũng không phải là giận cá chém thớt, mà là gã cảm thấy chắc hẳn là cái tên này đã sớm nhìn ra đây là mê trận rồi. Nhưng hắn ta lại là cùng một ruột với Điền Thường, cho nên mới khiến cho mặc võ sĩ của gã thất thủ trọng trận. Quả nhiên cực kỳ đáng ghét. Điền Thường không để ý đến gã, chỉ lấy ra một cái la bàn rồi nói, nếu có thêm cái dẫn tinh bàn này thì sao? Món pháp khí dẫn tinh bàn này là do Điền An Bình tự chế, thường có thể chỉ dẫn phương hướng, xác định được đường đi. Mấy năm gần đây, Điền An Bình chưa dùng tới nó, nên mới cho vào tộc kho. Lần này đi tới thế giới ẩn tinh thì mới lấy nó ra. Sở dĩ bọn họ có thể ung dung đi giữa biển cát, rồi tìm tới ốc đảo này đều là nhờ có dẫn tinh bàn. 7/10, Công Dương Lộ nói, thế là đủ rồi. Điền Thường trực tiếp can dặn, Lưu Tư, Điền Hòa canh giữ ở bên ngoài, để đề phòng ngộ nhỡ có chuyện. Những người khác theo ta cùng tiến vào trong trận. Lưu Tư không nghe theo, nói, biểu ca, người ta muốn ở cùng một chỗ với huynh. Điền Thường trực tiếp giơ tay lên, ngăn cản nàng ta tiếp tục làm nũng, ở bên ngoài hành động, cứ theo phân công mà làm. Lưu Tư là biểu muội của gã, Điền Hòa là con trai của đầy tớ trong phủ, trước đây đã từng hầu hạ cha gã, sau này mới đi theo gã, cũng là tâm phúc cực kỳ đáng tin cậy. Có hai người này tiếp ứng ở ngoài trận, hẳn là có thể yên tâm. Nếu như là Điền Dũng ở ngoài tiếp ứng, thì gã thực sự lo lắng việc mình có còn trở về được nữa hay không. Điền Dũng không có ý kiến gì về quyết định này, gã chỉ ước gì được vào trận càng sớm càng tốt để gã có thể đi tìm Mặc võ sĩ. Dù Mặc võ sĩ bị thương chỗ nào cũng đều khiến gã rất đau lòng. Những thương nhân bán con rối kia đúng là lòng dạ hiểm độc, phí để sửa chữa cũng không rẻ. Điền Dũng đang nhức đầu về chuyện kia nên không nói lời nào, còn những người khác thì rất tin tưởng và phục tùng đối với vị lãnh đạo Điền Thường. Sau khi chỉnh, đốn lại một chút, đoàn người liên tiếp bay vào trong chín dòng cát chảy. Sau khi bóng lưng của tất cả mọi người biến mất, Lưu Tư dậm chân nói, tên khốn khiếp này. Đương nhiên nàng ta biết nguyên nhân Điền Thường để nàng ta ở bên ngoài tiếp ứng, nhưng nàng ta không muốn hiểu. Bởi vì những người tiến vào trận pháp kia mới có khả năng đạt được thu hoạch nhất. Canh giữ ở ngoài trận đồng nghĩa với việc không liên quan gì đến công lao trong chuyến đi lần này. Nhờ có Điền Thường mà nàng ta mới vào được đội ngũ này. Làm càn làm nũng thì được, nhưng nàng ta không có can đảm chống đối ra mặt. Điền Hòa là một nam nhân trung niên khoảng hơn 40 tuổi, chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi chất phác, khô khan, dù có nghe thấy Lưu Tư buông lời trách móc cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như ông ta không phải là một người hiền lành chất phác, chỉ sợ Lưu Tư cũng không dám mắng người ở trước mặt ông ta. Này! Bỗng nhiên Lưu Tư kêu một tiếng, dù sao bây giờ ngươi cũng không cần vào trận, mau lấy đạo nguyên thạch mà lần này ngươi được phân phát ra đây. Điền Hòa không nói một lời, ngoan ngoãn lấy một cái túi vải nhỏ từ trong ngực ra, cẩn thận mở ra thì thấy bên trong có 20 khối đạo nguyên thạch. Đám lão già này đúng là hẹp hòi muốn chết. Lưu Tư vừa oán trách, vừa đưa tay ra lấy mất 19 khối đạo nguyên thạch, rồi bỏ vào trong hộp chữ vật của mình. Đại trạch Điền thị phú quý như vậy, đương nhiên con cháu trong gia tộc như Điền Thường thì không thiếu gì tài nguyên để tu hành. Nhưng Lưu gia chỉ là một gia tộc phụ thuộc vào Điền thị, có lẽ so xuống dưới thì cũng xem như có thừa, nhưng khó có thể nói là được tùy ý tiêu xài. Nhất là người không quá được coi trọng ở Lưu gia như nàng ta, chỉ có thể nịnh bợ Điền Thường mà thôi. Nàng ta hiểu rõ tính tình Điền Hòa, trước sau như một chất phác yếu đuối, đánh ba gậy cũng không ra được cái giám vang. Nếu không phải là khá trung thành, thì Điền Thường cũng không dùng ông ta. Điền Hòa vẫn không nói lời nào như cũ, chỉ yên lặng gói kỹ một viên đạo nguyên thạch còn sót lại, rồi cất vào trong ngực. Lưu Tư nhìn chằm chằm Điền Hòa, nếu dám nói cho biểu ca của ta biết, ngươi sẽ chết chắc. Điền Hòa thấp giọng trả lời, không đâu, nô tài ngoan. Lưu Tư hài lòng nói, cũng không phải là ta tham lam mấy khối đạo nguyên thạch này của ngươi, chỉ là trận này cần phải tiêu xài một chút, thu chỉ khó bù. Chờ sau này ta thành hôn với biểu ca rồi, thì ta sẽ trọng dụng ngươi. Điền Hòa gật gù, ừm. Lưu Tư cười tươi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, ngươi cũng phải hiếu kính ta một chút phần thưởng mà ngươi nhận được. Yên tâm, bổn tiểu thư sẽ nhớ kỹ những việc này, về sau ta sẽ thưởng lại cho ngươi. Còn không biết có thể được thưởng bao nhiêu đây. Điền Hòa chất phác nói, chắc là cũng được 100 viên đạo nguyên thạch. Lưu Tư rất hào phóng nói, ngươi giữ 10 viên đi. Lúc này Điền Hòa lại trầm mặc, rồi mới nói, ta cũng phải tu hành, tiểu thư. Lưu Tư nhíu mày nói,
ngươi đã đến cái tuổi này rồi, thiên phú chỉ có như vậy. Vừa không có tức phụ, cũng chẳng có con. Vậy ngươi tích góp nhiều đạo nguyên thạch như vậy để mua quan tài à? Điền Hòa nói, từ năm ngoái đến nay, ngài đều chia tiền với ta theo thói quen, mỗi tháng ta chỉ lấy một nửa. Tiểu thư, ngài bỏ qua cho ta đi. Chính là bởi vì ta không đủ thiên phú, cho nên ta mới càng cần tài nguyên để bổ sung. Lưu Tư nghe thấy thì tức giận, ngươi không hài lòng. Ngươi có tin ta mách biểu ca không? Nói ngươi phi lễ với. Phốc. Nàng ta không dám tin cúi đầu xuống, chỉ thấy một cây đao nhỏ đang ghim trên bụng mình. Cùng với kình khí sắc bén trực tiếp xuyên thủng thông thiên cung của nàng ta. Không biết Điền Hòa lấy đao nhỏ ở đâu ra, lập tức đâm nàng ta một đao. Một tay đè vai Lưu Tư rồi nhấc người nàng ta lên, một tay đâm đao. Một đao, hai đao, ba đao. Động tác của ông ta vừa nhanh mà vừa vững. Lưu Tư trợn to hai mắt, nhìn thẳng vào Điền Hòa. Nhìn tên nam nhân trung niên cho dù có đang giết người mà vẫn giữ vẻ mặt chất phác như cũ. Cuối cùng hoàn toàn tắt thở, thi thể vô lực rơi xuống đất. Khương Vọng ẩn mình ở thế giới trong hồng trang kính, nhìn thấy những người Điền gia kia liên tiếp bay vào, rồi hình bóng của từng người đều biến mất hệt như mặc võ sĩ kia. Bởi vậy hắn biết bọn họ đã gặp phải trận pháp tự nhiên. Vốn hắn định nhích lại gần để quan sát một, hai, nhưng đội ngũ kia của Điền thị còn để lại hai người canh giữ ở bên ngoài. Lúc này, đoàn người Điền thị mới vào trận chưa lâu, không biết có thể bất ngờ quay ra hay không, Khương Vọng đành phải tạm thời kiềm chế. Sau đó, hắn nhìn thấy nữ nhân kia nói gì đó, tiếp theo nam nhân trung niên lấy đạo nguyên thạch của mình ra để cho người kia tùy ý lấy. Hồng trang kính chỉ có thể nhìn, không thể nghe được. Khương Vọng nghĩ, sau này không những hắn phải tăng tầm nhìn của hồng trang kính lên, mà còn phải học môi ngữ mới được. Sau đó lại thấy nam nhân trung niên kia rút một cây đao nhỏ ra, đâm chết nữ nhân kia ngay tại chỗ. Nam nhân trung niên này giết người mà cũng bình tĩnh như vậy, thật sự khiến cho Khương Vọng phải âm thầm kinh ngạc. Tên nam nhân trung niên này không hề thu hút ánh nhìn chút nào, đứng ở trong đội ngũ của Điền thị, chẳng để lại cho người ta một tí ấn tượng nào. Nếu không phải ông ta được Điền Thường đặc biệt để lại ở ngoài trận để tiếp ứng, thì Khương Vọng căn bản không chú ý đến người này. Dù cho có chú ý, hắn cũng không thể nhìn ra được, cái người bề ngoài trông thì hiền lành chất phác, mà bên trong lại cất giấu một trái tim vô cùng ác nghiệt. Khương Vọng tiếp tục theo dõi. Chỉ thấy, sau khi giết chết nữ nhân kia, nam nhân trung niên cực kỳ bình tĩnh xoa xoa cây đao nhỏ lên xiêm y của nàng ta, sau đó thì đứng dậy đi ra ngoài. Trong toàn bộ quá trình, người kia không hề tỏ ra bối rối một tí nào. Trông ông ta bình tĩnh đến mức như thể quyết định đi ra cửa mua một món đồ để ăn vậy. Chương 478, 43 năm. Phản bội chạy trốn. Cho dù là vạn bất đắc dĩ thì việc chạy trốn ở thế giới ẩn tinh cũng không phải là một lựa chọn tốt, trừ phi ông ta có cách khác để rời khỏi chỗ này. Khương Vọng suy nghĩ rồi vẫn tiếp tục ẩn thân ở trong hồng trang kính không nhúc nhích. Dù cho nam nhân trung niên kia nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của hồng trang kính, hắn cũng vẫn đứng im như thế. Chờ khoảng nửa canh giờ sau, nam nhân trung niên kia lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lúc này, trông ông ta có vẻ hơi chật vật, trên người cũng bị thương, nhưng lại bay rất nhanh. Ông ta cũng không bay trên trời cao, mà là phi hành sát mặt đất, đế giày chỉ cách mặt đất không tới một thước. Ở phía sau ông ta, có một con sói lớn màu xám cao hơn người trưởng thành đuổi tận giết tuyệt, không chịu buông tha. Khương Vọng để ý thấy, mặc dù nhìn nam nhân trung niên kia trông như rất chật vật, nhưng từ đầu đến cuối hướng đi đều rất rõ ràng. Ý định của ông ta rõ mồn một như bàn ngày. Một người một sói rất nhanh đã chạy đến bên ngoài chín dòng cát chảy. Dường như con sói lớn màu xám kia có chút kiêng kỵ chín dòng cát chảy, nhưng cuối cùng lại không chống cự lại được đồ ăn ngon. Từng bước đến gần, Điền Hòa trực tiếp lùi về phía sau thi thể của Lưu Tư. Quả nhiên con sói lớn màu xám không khách khí với ông ta, mới hai ba cái đã nuốt sạch thi thể của Lưu Tư, ngoài trừ một ít vết máu ở bên ngoài ra thì chẳng còn sót lại cái gì. Sau khi ăn xong nữ nhân kia, nó càng ngóng trông món ăn trước mặt, vẫn chưa hết thòm thèm nhìn Điền Hòa, rồi gầm nhẹ một tiếng uy hiếp. Điền Hòa cất cái đao nhỏ đi, sau đó giả vờ hoảng loạn rồi bước ra ngoài chạy trốn. Quả nhiên con sói lớn màu xám nhanh nhẹn nhào tới, vung một vuốt đã khiến trên lưng ông ta xuất hiện vài vết thương sâu đến mức thấy được cả xương. Điền Hòa mặt không cảm xúc quay người lại,
chớp mắt đã đè lên đầu của con sói lớn màu xám. Con sói lớn màu xám thuận thế húc một cái, mãnh liệt táp về phía trước. Hàm răng phập xuống, trực tiếp xé một khối thịt trên bụng Điền Hòa xuống. Nhưng bởi vì khoảng cách nằm trong tầm khống chế của Điền Hòa, nên dù nhìn vết thương khá khủng bố nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Con sói lớn màu xám liên tục thuận lợi cho nên càng nóng nảy hơn, nó gào thét muốn tiếp tục cắn thêm mấy cái. Cút! Điền Hòa lạnh lùng nhìn vào mắt của nó. Mặc dù sói lớn màu xám không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng theo bản năng nó vẫn cảm nhận được một loại hoảng sợ cực kỳ to lớn, vậy nên lập tức quay lại, cụp đuôi chạy trốn. Điền Hòa nhìn kỹ hiện trường một lát, lúc này mới chắc chắn đây đều là những vết thương mà mình dự tính. Sau đó, ông ta mới phát động thông thiên cung, chế tạo hiện tượng tiêu hao lượng lớn đạo nguyên. Tiếp theo, cố gắng xử lý vết thương một chút, hiệu quả đạt được là rất chăm chú xử lý vết thương nhưng lực lại không đủ, phải cực kỳ gắng gượng. Sau khi Điền Hòa làm xong hết những việc này, xác định không có sơ hở gì thì mới cực nhọc ngồi xuống. Chuyện còn lại chính là chờ đám người Điền Thường đi ra, ông ta sẽ ngất xỉu ngay trước đó một lúc, rồi chờ bọn họ tự tìm manh mối, tìm đáp án. Đối với ông ta mà nói, chuyện này không tính là mạo hiểm. Bởi vì ông ta hiểu rõ Điền Thường, hiểu rõ mỗi một người trong đội ngũ và biết bọn họ sẽ suy đoán sự việc như thế nào. Giết chết Lưu Tư không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng nếu như không phải nữ nhân này cứ liên tục chấn lột tài nguyên của ông ta nhiều lần, thì ông ta cũng sẽ không ra tay. Ông ta không phải là một người tình nguyện thích mạo hiểm. Từ đầu tới cuối, trong lúc làm tất cả những việc này, vẻ mặt của Điền Hòa chưa từng thay đổi. Vẫn là vẻ chất phác trước sau như một, dường như có thể chịu đựng bất kỳ chuyện gì. Ông ta ngồi co quắp ở đó, yên lặng nghĩ về kế hoạch của mình. Sau đó Điền Hòa nhìn thấy một bóng người đang cầm kiếm, đi từ xa lại đây. Người này che lại nửa đầu, che đậy cực kỳ kín, chỉ để lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Là một đôi mắt rất trẻ. Trong tay hắn là một thanh kiếm như con rắn uốn khúc. Có lẽ là một thanh nhuyễn kiếm, nhưng lúc này lại bị kéo căng thẳng tưng. Ngón tay của hắn vừa thon vừa dài, nhưng khớp xương rõ ràng, dù da trắng nõn nhưng lại rất mạnh mẽ. Điền Hòa nghĩ, kiếm của người kia nhất định sẽ rất nhanh. Nhưng Điền Hòa lại không có bất kỳ hành động gì, chỉ yên lặng nhìn. Muốn lừa gạt Điền Thường là việc rất khó, vì thế ông ta không hề lừa gạt. Ông ta thật sự bị thương nặng, thật sự tiêu hao một lượng lớn đạo nguyên. Đương nhiên Điền Hòa vẫn còn lá bài tẩy, nhưng sở dĩ nó là lá bài tẩy cũng bởi vì không thể tung ra một cách thông thường. Vậy nên ông ta chọn nhẫn nại. Đương nhiên người đến chỉ có thể là Khương Vọng. Càng đi tới gần, hắn lại càng cảm khái về tính tình của nam nhân trung niên này. Người này quá bình tĩnh. Rõ ràng mình xuất hiện bất ngờ như vậy, rõ ràng nguy hiểm như vậy, nhưng người này vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Để làm được điều này thì cần có một nội tâm cực kỳ kiên nhẫn, một ý chí cực kỳ mạnh mẽ và sự tự tin khi đối mặt với tất cả mọi chuyện. Người này tuyệt đối không đơn giản. Ông ta không nên chỉ là một tùy tùng còn con của Điền Thị mới đúng. Thật có lỗi. Khương Vọng dừng lại ở khoảng cách thích hợp nhất cho bản thân tấn công, sau đó lễ phép nói, ta có thể hỏi một chút, tại sao ngươi lại giết nàng ta không? Điền Hòa vẫn giữ dáng vẻ không giỏi nói chuyện kia, rồi trầm giọng nói, nàng ta quá ngu. Ngu ngốc đúng là một chuyện khó có thể chịu đựng được. Khương Vọng gật đầu phụ họa, rồi lại nói với giọng điệu chắc chắn, hẳn là ngươi rất thông minh. Cũng bình thường, Điền Hòa nói, rồi nhìn vào mắt Khương Vọng, không phải vậy thì sao lại cho ngươi cơ hội được? Ta biết ngươi chắc chắn còn có át chủ bài, nhưng ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Trong đôi mắt Khương Vọng có ý cười thản nhiên, chắc hẳn ngươi biết vì sao ta không động thủ, đúng không? Ngươi rất tự tin. Trên mặt Điền Hòa vẫn là vẻ chất phác đó, ông ta vừa nhìn Khương Vọng vừa nói. Khương Vọng tiện tay giơ kiếm lên, có lẽ ngươi cũng vậy. Điền Hòa im lặng một lúc, cuối cùng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ông ta nói, từ nhỏ, Công Dương Lộ đã theo phụ thân hắn ta phản lại danh môn Công Dương gia ở Tần Quốc, là Điền gia đã thu nhận và giúp đỡ bọn họ. Phụ thân hắn ta là đồ vô dụng, nhưng hắn ta lại rất có thiên phú, là một cao thủ trận pháp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định chín dòng cát chảy không ngăn cản được bọn họ. Vị trí của thế giới ẩn tinh là do An Bình công tử tính ra. Mục đích chuyến đi lần này của chúng ta chính là tìm được một món bảo vật ở thế giới này. Cụ thể là cái gì thì chưa rõ, nhưng hẳn là bảo vật tăng thọ chưa từng xuất hiện ở hiện thế, mà chỉ có ở đây mới có.
Điền gia chuẩn bị dùng món bảo vật này để kết giao với một lão quái vật. Còn lão quái vật kia là ai? Điền gia tiếp cận người đó để làm gì? Thì vị trí hiện tại của ta vẫn chưa có tư cách để biết. Trong những người này, Điền Dũng và Điền Thường là hai người mạnh nhất, đều là đằng long đỉnh phong. Công Dương Lộ chuyên nghiên cứu trận pháp, sức chiến đấu cũng rất tốt. Lần này, lá bài tẩy của Điền Thị là một bộ sát trận, trận bàn ở trên người Công Dương Lộ. 10 người là có thể tạo một thành trận có thể đối địch với cường giả nội phủ, những người còn lại đều là dự bị. Bởi vì trước đó không biết tình hình bên trong thế giới này, không biết đội ngũ có thể tập hợp đủ không. Điền Hoa quả thật là một người thông minh, một khi đã xác định thì không cần đợi Khương Vọng đặt câu hỏi, ông ta đã nói ra tất cả tin tức mà hắn muốn. Đỡ lo biết bao. Khương Vọng suy nghĩ một hồi rồi nói, ta vừa muốn đoạt được bảo vật này, lại không muốn để lộ thân phận, ngươi giúp ta chứ. Được, Điền Hoa đồng ý vô cùng quyết đoán, nhưng ta không thể làm quá rõ ràng. Xem ra ngươi định ở lại Điền gia rất lâu. Điều này nằm ngoài phạm vi giao dịch của chúng ta. Đương nhiên, Khương Vọng cũng không định chọc giận ông ta hoàn tôn trọng việc riêng của ngươi. Ngươi nhìn xem, ta còn không thèm hỏi tên của ngươi. Đương nhiên không cần hỏi tên rồi, đội ngũ Điền gia tiến vào Thất Tinh lâu cũng chỉ có vài người, cũng chỉ mỗi một người hơn 40 tuổi là ông ta, việc tra xét là điều quá đơn giản. Khương Vọng lăn lộn theo Trọng Huyền Thắng và Hứa Tượng Càn lâu như vậy, những cái khác thì không sao, chỉ học được cái nói mấy lời khôn lỏi là tài. Điền Hoa liếc mắt nhìn hắn, hình như cũng cảm thấy lời này của hắn rất nực cười. Ta đã trải qua 40 năm cuộc đời ở Điền gia. Khương Vọng còn tưởng rằng tiếp theo Điền Hòa sẽ nói mấy lời tương tự như tình cảm thâm sâu này nọ, nhưng ông ta lại nói, làm tốt, không bằng làm quen. Vì thế, ông ta không định rời khỏi Điền gia. Đây chính là tiếp tục nói rõ ngọn ngành với Khương Vọng, như vậy có thể đổi lấy một trình độ tín nhiệm nhất định. Ta rất tán thưởng những người có mục tiêu kiên định, giao dịch của chúng ta chỉ vẻn vẹn trong ngày hôm nay, ta không can thiệp vào cuộc sống sau này của ngươi. Khương Vọng có qua có lại, cũng đưa ra một lời hứa. Điền Hòa nghe xong chỉ im lặng, không nói tin tưởng, cũng không nói không tin. Nhưng Khương Vọng hiểu rõ, nếu như người nọ có thể nắm chắc phần thắng, thì nhất định ông ta sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ. Bên dưới lớp vỏ bọc chất phác của người này chính là một trái tim vừa cứng rắn lại ác nghiệt. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy ông ta giết chết Lưu Tư, điều này đồng nghĩa với việc ông ta đã bị hắn nắm được nhược điểm. Bất luận là một người nào có mục tiêu lâu dài, nếu như có thể thì họ đều không cho phép người khác nắm được điểm yếu của mình. Quan sát Cát Trẻ một chút, Khương Vọng nói, Điền Hòa cũng không nói hai lời, trực tiếp quay đầu chăm chú nhìn chín dòng Cát Trẻ. Ở phía sau ông ta, Khương Vọng đứng nguyên một chỗ, yên lặng phủ nặc y lên. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 479, nổi lên. Dù đã không còn cảm nhận được khí tức của Khương Vọng nhưng Điền Hòa vẫn cứ nhìn chằm chằm chín dòng Cát Trẻ một hồi lâu, dường như thật sự có thể nhìn ra cái gì đó ảo diệu ở bên ngoài trận pháp kia. Ông ta đúng là một người rất cẩn thận. Hiện tại, Điền Hòa biết Khương Vọng đã ẩn thân đi, nhưng không biết hắn núp ở chỗ nào. Ông ta cũng không cố gắng đi hiểu vấn đề này. Hai người một ở trong sáng một ở trong tối, ăn ý lẳng lặng chờ đợi đám người Điền Thị thăm dò trận trở về, không một ai nói thêm lời nào. Đối với Khương Vọng mà nói, hắn không hiểu gì về trận pháp, cho dù trận đồ có được bày ngay trước mặt thì cũng chưa chắc đã hiểu. Thế nhưng Công Dương Lộ hiểu là được rồi. Mỗi người có một sở trường riêng, thứ hắn thành thạo nhất là chờ đợi. Đa số thời gian, biển cát đều giữ nguyên trạng thái ban đầu không thay đổi, nhìn từ bên ngoài thì chín dòng Cát Trẻ cũng chỉ là những vòng lặp đơn điệu. Ở bên ngoài chín dòng Cát Trẻ thì hoàn toàn không thể nhìn ra điểm khác biệt của hồ nước được trận pháp vây quanh. Sự buồn tẻ khiến cho thời gian trôi qua một cách khó khăn. Nhưng hiển nhiên, cả hai người Khương Vọng và Điền Hòa đều là những người rất kiên nhẫn. Theo Khương Vọng âm thầm tính toán ở trong lòng thì khoảng sau 1 giờ rưỡi là chín dòng Cát Trẻ chậm chậm di động sẽ ngừng lại. Quả nhiên Công Dương Lộ không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn ta đã phá giải trận pháp này thành công. Vào lúc chín dòng Cát Trẻ này dừng lại, dường như nó đã nối liền thành một thể với cát vàng ở bên ngoài, nhìn mà không thấy có gì khác biệt. Bên ngoài không thể nhìn thấy quá trình phá trận, nhưng Điền Thường cùng với Điền Dũng và 11 người khác đã xuất hiện trên ốc đảo.
cỏ xanh mướt mềm mại khiến cho người đứng bên trên cảm giác như đi trên mây. Hơn nữa, cỏ xanh bao quanh hồ nước kia trông cứ như gương sáng chiếu lên bầu trời. Sau khi vượt qua 9 dòng cát chảy, lúc này mọi người đều có thể thấy hồ nước kia đã không còn trống trơn như trước. Ở giữa hồ, có một đóa hoa đang nở rộ, hình dáng giống như hoa sen nhưng lại chỉ có 3 cánh. Hoa như được điêu khắc từ bạch ngọc, còn rất nhỏ, chưa to bằng một nắm tay của người trưởng thành nữa. Nhưng nó lại nở một cách cực kỳ rực rỡ, mang đến cho người thưởng thức một loại cảm giác khó có thể miêu tả. Phồn hoa, rực rỡ, mạnh mẽ, nhiệt liệt. Dường như có thể dùng tất cả các từ ngữ ca ngợi đầy hoa mỹ sống động để hình dung nó. Thật giống như vạn dặm cát vàng, một nơi cằn cỗi, mọi sự sống, sức sống đều dồn lại chỗ này. Tất cả mọi người đều biết, đây chính là thứ mà bọn họ muốn tìm. Cả đội ngũ của Điền Thị đều bị đắm chìm trong sự chấn động khi lần đầu nhìn thấy bông hoa này, cũng không kìm lòng được mà dần áp sát về phía nó. Vào lúc này, chợt nghe thấy một tiếng hét. Cẩn thận! Điền Hoa ngồi co quắp trên mặt đất, liều mạng hét lên. Bởi vì dùng sức quá lớn, đến mức mà vết thương trên người đều vỡ toang ra, máu tươi tuôn như suối. Đám người Điền Thị nghe thấy đều quay đầu theo bản năng. Bèo! Một bóng người như ánh sáng lướt qua 9 dòng cát chảy, trong nháy mắt đã vượt qua bọn họ đến hồ nước. Chỉ thấy nhuyễn kiếm hình rắn tung lên, dứt khoát cắt lấy đóa hoa kia, sau đó thân ảnh kia xoay người rơi vào trong nước. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột ngột. Đám người Điền Thị vừa nghe một tiếng hét, mới quay đầu lại còn cảnh giác xem có nguy hiểm gì. Thế mà chỉ trong tích tắc đó Khương Vọng đã vượt qua bọn họ, đoạt được đóa hoa kia rồi trực tiếp nhảy vào trong nước. Dưới đáy nước, một chiêu kiếm oanh tạc tạo ra một cái hố to, nhưng Khương Vọng lại đứng ở một góc, không hề động đậy. Sở dĩ hắn không lựa chọn Diễm Lưu Tinh để bỏ chạy là vì chưa chắc môn độn thuật này có thể nhanh hơn so với tốc độ của những người Điền gia này. Thứ hai, toàn bộ bí cảnh Thất Tinh Lâu này cũng phải có đến hơn 100 tu sĩ. Chuyện Khương Vọng có được Diễm Lưu Tinh lại không phải là bí mật gì, một khi sử dụng nó thì rất dễ dàng bị điều tra ra. Tuy rằng hắn muốn đoạt bảo vật này, nhưng cũng không muốn trở mặt với đại trạch Điền Thị. Vậy nên vào nước là lựa chọn tốt nhất. Kết quả tốt nhất chính là bên dưới hồ nước sâu không thấy đáy này có thông với một sông ngầm, thủy vực phức tạp có thể giúp hắn nhanh chóng thoát khỏi sự truy tìm. Nhưng sau khi vào nước thì hắn mới thấy hồ nước này nông hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều. Khương Vọng bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng phương án thứ hai, thử nghiệm câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bảo vật gần ngay trước mắt bỗng nhiên lại bị đoạt đi, lúc này tất cả mọi người đều nổi điên rồi. Vào giờ phút này, không một ai để ý đến tình trạng thảm thương của Điền Hòa, không một ai để ý đến sự biến mất của Lưu Tư. Mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi lần này lại bị đoạt đi vào lúc bọn họ chỉ cần đưa tay là có thể đoạt được. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh này đều không thể nào chịu được kết quả như thế. Dầm, Điền Thương xông lên trước, rồi nhào vào trong nước. Theo sát phía sau có 5 người liên tiếp xuống nước. Những người này của Điền gia đều là những người có tố chất cực cao, không hề chen lên trước như ong vỡ tổ. Những người còn ở lại trên bờ thì tập trung chờ đợi, phòng khi tên cướp đoạt bảo vật bỗng nhiên tháo chạy. Nhưng ở trong nước lại không thu hoạch được gì, không nhìn thấy gì. Ngoại trừ một hố sâu vừa mới bị oanh tạc ra thì không có một dấu vết gì khác. Điền Hòa cố gắng chống đỡ thân thể bị thương, khó khăn nhắc nhở, hắn có phương pháp độn thổ, có thể chạy trốn từ lòng đất. Đương nhiên Điền Thường vừa thoát ra khỏi mặt nước cũng nghĩ đến khả năng này, vậy nên vội vã hét lên, A Minh. Nam tử tên A Minh trực tiếp quỳ một gối xuống, một tay đè xuống đất rồi cẩn thận cảm ứng. Sau đó hắn ta lắc đầu nói, lòng đất không có động tĩnh gì. Ồ, trong đoàn người này, hắn ta là người am hiểu nhất về đạo pháp hệ thổ, cho nên rất có quyền uy. Lúc này Điền Dũng đã tìm được mặc võ sĩ của gã về, rồi đứng bên bờ tức giận bừng bừng hỏi, đã chạy rồi sao? Ánh mắt Điền Thường trở nên u ám, lúc này mới nhìn về phía Điền Hòa, xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Tư đâu? Bản thân Lưu Tư không quan trọng gì, nhưng Lưu gia phía sau nàng ta mới là miếng thịt mỡ béo bở mà Điền Thường muốn nắm giữ. Không biết tên kia đã dùng cách gì mà có thể chỉ huy một con sói lớn màu xám tấn công bọn ta. Lúc ta đang đánh với sói xám lớn, thì hắn nhân cơ hội lao ra giết Lưu Tiểu Thư. Vì cứu Lưu Tiểu Thư mà ta bị sói lớn đánh bị thương, nhưng vẫn không. Đôi mắt Điền Hòa đỏ lên nói,
Người kia thấy ta đã không còn sức kháng cự vậy nên đã uy hiếp ta. Sau khi phá trận xong, hắn muốn ta dẫn mọi người đến một nơi, rồi hắn sẽ chỉ huy bầy sói giết mọi người. Ta giả vờ đồng ý, sau đó chờ lúc trận pháp vừa được phá vỡ thì liều mạng nhắc nhở mọi người. Ngươi trúng kế rồi. Điền Thương sầm mặt lại nói, người kia sớm biết ngươi sẽ không giúp hắn, chỉ là muốn dùng ngươi để thu hút sự chú ý của bọn ta, tạo ra cơ hội cho hắn đoạt bảo vật. Thoáng chốc khuôn mặt Điền Hòa trở nên xám như tro tàn. Biểu hiện vô cùng giống với một người trung thành tuyệt đối nhưng lại phát hiện mình bị trúng kế. Ta không tin. Điền Dũng cả giận nói, A Minh có thể cảm ứng chính xác trong phạm vi bao xa. Sau khi xác định phạm vi, ta sẽ cho nổ tung cái hồ này, đào hết mặt đất trong phạm vi lên. Dứt lời, gã dẫn, đầu ngưng tụ đá rơi, điên cuồng nện xuống nước. Cùng lúc đó, mặc võ sĩ của gã cũng vung trường đao ra, chỉ thấy từng đạo ánh đao xuyên qua trong nước. Hành động này của Điền Dũng chỉ là để hả giận, trông vừa bất lực lại buồn cười. Điền Thương chỉ sầm mặt lại không nói gì, lúc này gã đang nghĩ xem nên làm thế nào để đối mặt với cái người trong phụ bật lâu kia, bởi vì lần lấy bảo vật này của bọn họ đã thất bại rồi. Nghĩ xem mình nên chủ động gánh chịu mấy phần trách nhiệm, không gánh là không thể, nhưng đẩy bao nhiêu trách nhiệm đi, đẩy như thế nào lại là một vấn đề lớn. Một tay A Minh chống đất để khống chế sức mạnh, đánh ra vết nứt thành một vòng tròn đến tận xa xa. Hắn ta đang dùng vết nứt này để khoanh vùng phạm vi mình có cảm ứng được. Ồ, trong đội ngũ này, Điền Dũng thực chất đứng vị trí số 2, lúc này Điền Thường lại không tỏ thái độ gì. Tuy những người khác cảm thấy việc này không có ý nghĩa, nhưng vẫn cùng công kích hồ nước, lật cát lật đất với gã. Nhưng vào lúc này, bỗng một thanh kiếm uốn cong với khí thế như rồng mà đến. Từ sơ hở giữa đống đạo thuật ngổn ngang lộn xộn kia, chỉ thấy Khương Vọng tung kiếm mà đến, nhuyễn kiếm uốn éo như rắn độc, cắt đứt yết hầu của ba người ngay tại chỗ. Đồng thời đụng vào một người khác ở phía sau, hắn dùng tay trái nắm cổ người kia rồi xoay một cái, đầu lìa khỏi thân. Đơn giản, dứt khoát, trực tiếp, thoáng chốc đã giết được 4 người. Khương Vọng không nói một lời, tử khí được kiếm phóng ra bay nhanh ở bên ngoài. Tử khí Đông Lai kiếm điển, từ khi nhìn thấy kiếm thuật của Hoàng thất Đại Tề, hắn vẫn chưa dùng lần nào, lúc này dùng nó đúng là thích hợp để che giấu thân phận. Tên trộm kia, thực ra Điền Dũng không hề nghĩ rằng người này vẫn chưa trốn xa, hơn nữa còn trốn ngay dưới mí mắt bọn họ. Càng không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện là giết người. Nhưng nếu đã để lộ hành tung thì làm sao bọn họ có thể để hắn trốn mất. Giết hắn, hai cánh của mặc võ sĩ rung lên, lập tức đuổi theo Khương Vọng. Chương 480, gặp người của ta. Khôi lỗi mặc võ sĩ này vốn nổi tiếng bởi tốc độ, nhất là thứ Điền Dũng có lại là loại hai cánh, khi có đủ đạo nguyên thạch sẽ có tốc độ kinh người. Để che giấu thân phận, Khương Vọng không thể dùng chiêu số mạnh nhất cũng là độc môn là ba kiếm thiên địa nhân và nhân đạo kiếm, diễm lưu tinh cũng cần giữ lại. Bởi vậy, chỉ chạy không đến ba hơi, hắn đã bị mặc võ sĩ đuổi kịp. Một đao chặt nghiêng phần gáy, keng, xà tín kiếm phản đòn sau lưng, ngăn lại một đao kia. Khương Vọng nghiêng người chuyển qua, một cước trúng ngực đạp bay mặc võ sĩ. Nhưng nhờ có nó cản lại mà Điền Thường, Điền Dũng đã đuổi kịp hắn. Lập tức đưa bảo vật ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, Điền Thường quát. Gã chỉ lo trong tình huống nguy cấp Khương Vọng sẽ chọn cá chết lưới rách mà hủy đi bảo vật. Không thể không nói, đám người Điền Thị được huấn luyện nghiêm chỉnh, phản ứng cực nhanh, chỉ trong giây lát đã chiếm được phương vị thượng phong. Khương Vọng chẳng buồn để ý, chỉ đạp bay mặc võ sĩ về sau, mượn lực nhảy lùi lại. Bộp bộp, hắn nhảy vào bên trong một màn mưa, mưa của Điền Thường. Nhưng Điền Thường chỉ xòe tay phải ra, một quả cầu nước to bằng đầu người lơ lửng trên bàn tay gã, ẩn ẩn sóng nước dập dờn. Trong biển cát, nguyên tố hệ thủy rất ít, mà màn mưa đang bao phủ Khương Vọng đây rộng chừng 10 trượng. Điền Thường chỉ dùng đạo nguyên bàng bạc của mình chuyển hóa thúc đẩy nguyên tố hệ thủy sinh trưởng. Hạt mưa dày đặc, giọt nào giọt nấy đều nặng nề, giọt nào giọt nấy đều như núi đá sụp đổ. Lúc trước, trong Thái Hư huyễn cảnh, Trọng Huyền Thắng dùng trọng thuật gia trì đạo thuật hệ thủy, lừa gạt Khương Vọng là mình dùng đạo thuật trọng thủy. Mà đạo thuật Điền Thường đang thi triển đây mới thực sự là trọng thủy. Nếu không có trọng thủy tinh chất hiếm thấy trên đời bồi dưỡng, sẽ không thể tu thành đạo thuật trọng thủy. Mưa rơi như liên châu, nước mưa nện lên mặt kiếm viên thành một vòng trắng bệch.
Nhất kiếm thành viên là kiếm thuật mới tu hành được ở Xâm Hải Nguyên Giới, Khương Vọng không sợ bị người ta nhìn ra manh mối. Đạo thuật trọng thủy này thực sự rất mạnh, nhưng vẫn kém thiếu niên Hoa Bảo hắn gặp trong Thái Hư huyễn cảnh kia. Huống chỉ, đây là biển cát, mặc kệ ngươi dùng đạo thuật hệ thủy kiểu gì đi nữa thì tiền vốn cũng không đủ. Người của Điền Thị đến tham dự thế giới ẩn tinh đều là tinh nhuệ, chỉ trong chớp mắt trì hoãn này đã đủ cho bọn họ rồi. Họ nhanh chóng tản ra quanh màn mưa, giữ lực chờ đợi, hoàn toàn bao vây Khương Vọng không một khe hở. Trong màn mưa, tấn công không phân địch ta, nên những người khác không ai tùy tiện tiến vào. Nhưng một bóng người đen nhánh đã xông vào trong màn mưa, chém một đao vào kiếm viên, mặc võ sĩ của Điền Dũng. Ỷ vào thân thể khôi lỗi có khả năng phòng ngự kinh người, nó xông vào màn mưa giao chiến cùng Khương Vọng. Keng! Mặc võ sĩ bị bắn ra, nhưng vẫn không hề e ngại, không biết mỏi mệt, không chút do dự, tiếp tục chém. Khương Vọng không thể không rút lui, mở kiếm viên ra, run tay một cái lưỡi rắn bắn ra đâm trúng vào khớp nối của mặc võ sĩ. Dù không thể vận dụng kiếm thức độc môn, mặc võ sĩ chỉ có thể tuân theo bộ chiêu cố định mà tấn công cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng lúc này thân trong màn mưa nặng, mặc võ sĩ có thể mặc kệ màn mưa nặng hạt san sát, nhưng hắn không thể. Cho nên, khi hắn vận kiếm chẳng khác nào múa trong xiềng xích. Cùng lúc đó, Điền Thường ra lệnh, không cần lưu thủ, oanh sát hắn. Gã lờ đi khôi lỗi của Điền Dũng, ra lệnh cho đám người tập trung đạo pháp để đánh cho Khương Vọng nổ tan xác, đủ loại đạo thuật tập trung vào màn mưa. Khương Vọng dù đang bó tay bó chân nhưng vẫn bộc phát ra chiến lực kinh người, một thanh nhuyễn kiếm chợt trái chợt phải, chợt thẳng chợt cong, mỗi lần đều điểm trúng điểm yếu hại của đạo pháp. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết như bay, đằng xà, thực chỉ hoa, mộc thứ, đều là đạo thuật hệ. Mộc vô cùng đơn giản, nhưng lựa chọn thời cơ vô cùng thỏa đáng, lần nào cũng có thể một đòn ngăn địch, cưỡng ép xáo trộn phối hợp đạo thuật của đám người Điền Thị, tạo thành cơ hội thoát thân cho mình. Nhất thời, trong màn mưa lớn quang ảnh chói lòa, ngay cả mặc võ sĩ cũng bị liên lụy nhiều lần, bị thương không nhẹ, nhưng thân thể Khương Vọng vẫn sừng sững đứng trong màn mưa. Trong lòng Điền Thường thất kinh. Ngoại trừ kiếm viên kia, từ đầu tới cuối người này vẫn chưa sử xuất ra thủ đoạn mãnh liệt nào, duy chỉ có như vậy mới càng bày ra thực lực của hắn cao hơn tất cả mọi người. Trừ phi, hắn nhìn thoáng qua Điền Dũng, từ đầu đến cuối vẫn không động đậy. Điền Dũng lại không hề có cảm giác gì với sự do dự của Điền Thường, chỉ lo đau lòng xót ruột cho mặc võ sĩ của mình. Nhưng dù gã có đau lòng lúc này cũng không thể rút khôi lỗi hai cánh ra, bởi vì một khi thiếu đi sự kiềm chế của mặc võ sĩ, rất có thể tặc tử kia có thể thừa cơ thoát chiến. Gã có lòng lấy đạo thuật cường lực hỗ trợ nhanh chóng oanh sát đối thủ, nhưng không thể tránh tác động đến khôi lỗi của mình. Nhưng đúng lúc này, chợt có chuyện bất ngờ xảy ra trong màn mưa. Dụng cụ che mặt của Khương Vọng không phải trang bị chuyên nghiệp mà là do hắn dùng quần áo che tạm. Trước đó hắn cũng không có nhu cầu che mặt. Cũng chính vì vậy, bịt mặt của hắn cũng không chắc chắn lắm. Hắn phải vận dụng kiếm thuật và đạo thuật ngoài tuyệt chiêu của mình đến cực hạn, khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được thế công dày đặc. Nhưng dù sao cũng vẫn có cực hạn. Mặc võ sĩ bất chợt xẹt qua một đao, mặc dù hắn tránh kịp nhưng lưỡi đao vẫn quệt qua. Thế là, bịt mặt rách. Khương Vọng còn chưa chú ý tới điều này, nghe mấy người Điền Thị gầm thét lên mới phản ứng được. Là ngươi, tặc tử to gan. Hiển nhiên những người này đã nhận ra Khương Vọng. Dù sao, trước đó hắn cũng có tham gia vào đội ngũ của bọn họ, dù không có giao lưu gì nhưng vẫn đối mặt vài lần. Điền Dũng gầm lên, nể mặt Trọng Huyền gia mới chia cho ngươi một vị trí đi bí cảnh, ngươi lại dám to gan lớn mật cướp bảo vật của Điền Thị ta. Thế công tạm dừng một lát, chỉ có đằng xà chiến bích trên đỉnh đầu gào thét vì bị màn mưa đập trúng. Khương Vọng thầm thở dài trong lòng, hắn thu xà tín kiếm vào trong hộp chữ vật. Lập tức rút trường tương tư của mình ra, kiếm ngâm trong màn mưa, nói là cướp thật khó nghe. Khương Vọng nói, tranh bảo trong bí cảnh thất tinh lâu, ai cũng đều tự dựa vào thủ đoạn của mình mà tranh, hiện giờ nó không còn mang họ Điền nữa. Lời này đúng là lý thẳng khí tráng mà, bí cảnh thất tinh lâu là của Tề Quốc, chứ không phải của Điền gia. Bất kỳ ai tiến vào bí cảnh cũng có tư cách chiếm hữu bảo vật trong đó. Đây là chuyện được tất cả mọi người công nhận. Nếu Điền gia dám công khai tuyên bố đồ trong bí cảnh thất tinh lâu đều là của mình, sẽ có nhiều, rất nhiều người nhổ nước bọt vào mặt bọn họ. Đoạt, bảo trong bí cảnh đều được giải quyết bên trong bí cảnh, không có ai đem ân oán trong bí cảnh ra ngoài.
Ngươi nói có lý. Tranh bảo trong bí cảnh, mỗi người phải tự dựa vào thủ đoạn của mình. Ngươi chết ở đây, Trọng Huyền gia cũng không thể nói gì hết. Điền Thường âm u, màn mưa tí tách lập tức rào rào nặng hạt hơn, giết hắn. Đằng xa Chiền Bích bị đánh nát chỉ trong chớp mắt. Đám người Điền thị vây quanh nơi này càng không nương tay, ai nấy đều chuẩn bị dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Các ngươi đã nhận ra ta, còn cho rằng có thể giết được ta sao? Khương Vọng nhấc trường kiếm lên, ta cần phải thay đổi nhận thức sai lầm của các ngươi. Trường kiếm kéo một cái trước mắt mọi người, xẹt qua một lằn ngang tiêu sái. Danh sĩ thất vọng chỉ kiếm, hạt mưa tách ra, hỏa diễm tách ra, lưỡi gió cũng tách ra. Trong màn mưa, tất cả đạo thuật trong màn mưa đều bị một kiếm này chém làm đôi. Bao gồm cả Mặc võ sĩ nãy giờ dây dưa cũng bị một kiếm này chém làm đôi. Thậm chí Điền Thường còn không kịp chấn kinh đã nghe thấy âm thanh cả đời khó quên. Thu thu thu, thu thu thu, keng keng, thùng thùng, âm thanh to lớn, ồn ào. Diễm tước chi chít, lấy Khương Vọng làm trung tâm, vô cùng cuồng dã, vô cùng dữ dằn lao ra theo nhiều phương vị khác nhau. Trong bát âm hợp tấu, bầy diễm tước nổ tung với tốc độ không gì sánh kịp. Thoáng chốc đã nổ cho màn Trọng Vũ thành hư không. Diễm tước mổ thẳng vào tất cả mọi người trong phạm vi của nó, khiến cho cả đám liên tục lùi lại. Trong vòng 30 trượng vuông, không còn kẻ địch nào nữa, chỉ có một mình Khương Vọng. Bát âm diễm tước, uy lực của nội phủ. Các bạn vừa nghe xong tập 48 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.